vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Mì ba miền tôm chua cay với nước cốt đột phá, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ trí tuệ thế giới? Trí tuệ Việt Nam ơi, các bạn đang ở đâu? Không có đam mê thì không có thiên tài. Dấu hiệu của trí tuệ không phải là kiến thức mà là trí tưởng tượng. Tài năng tôi là những con số bí ẩn. Tôi đến đây là để chiến thắng. Tôi đến đây để cho mọi người thấy thế nào là một siêu trí tuệ Việt Nam. Tôi đến đây là để thách thức mọi giới hạn. Tôi muốn ghi tên mình trên bản đồ siêu trí tuệ Việt Nam. Bí quyết của sự thành công là hãy bắt đầu. Sau tất cả những mong chờ, những điều phi thường đã chính thức trở lại. Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2, nơi quy tụ những anh tài, sân chơi uy tín của những khối óc siêu Việt, nơi mà những kỷ lục không thể nào phá vỡ. Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 được xem là chương trình truyền hình được chờ đợi nhất vào dịp cuối năm. Hãy tin tôi là năm nay mùa 2 bất ngờ, rất thú vị và chắc chắn là quý vị cũng sẽ tin yêu. Siêu trí tuệ mùa 2 sẽ đem đến những màn thi đấu căng thẳng và quyết liệt hơn rất là nhiều so với mùa 1. Siêu trí tuệ mùa 2 dễ nghiện khó cai, ấn tượng khó phai. Đây là một cái chương trình nó làm cho mình không thể nào tin được, nhưng mà mình vẫn phải tin bởi vì đó là sự thật. Tôi nổi da gà. Một sân khấu mang diện mạo hoàn toàn mới. Những thử thách được nâng lên tầm cao mới. Có 3 số 5 coi như là điểm độ khó tuyệt đối. Và người khiêu chiến sẽ xác lập thêm những kỷ lục mới. Các chiến binh đã rất sẵn sàng. Hãy cùng bắt đầu hành trình khám phá siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2. Hân Thanh xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 do V Channel thực hiện, được phát sóng định kỳ vào 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên HTV2 V Channel và đồng thời được phát sóng trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Vion không thể rời mắt. Chúng tôi xin được cảm ơn hai đơn vị tài trợ chính của chương trình Sting vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Và xin được cảm ơn mì ba miền, nước cốt đậm đà, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Kính thưa toàn thể quý vị, chương trình của chúng tôi Siêu trí tuệ Việt Nam rất là vinh dự được là một trong những chương trình được quý vị đón chờ nhiều nhất. Tất cả những thí sinh đến đây, họ mang trong mình dòng máu của người Việt Nam, biến những điều bình thường trở nên phi thường. Và mọi người đều ngỡ ngàng trước những khối óc đặc biệt đến từ những người Việt Nam. Đến với mùa 2, 17 ứng viên họ sẽ đến đây để đối đầu với thử thách của chương trình. Chúng ta sẽ chọn ra 12 ứng viên để bước vào biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Sau đó sẽ là top 6, và top 6 sẽ cùng thi đấu một trận căng thẳng và nghẹt thở với siêu trí tuệ Việt Nam mùa đầu tiên. Thưa quý vị, đường bay quốc tế hiện nay chưa thật sự thông thoáng, cho nên chúng tôi sẽ tạm giữ bí mật cuối cùng. Hy vọng mọi chuyện sẽ trở nên ổn hơn. Và nếu như tất cả những chuyến bay trở lại bình thường, chắc chắn siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 cũng sẽ đón chào các siêu trí tuệ quốc tế đến đây trong vòng cuối cùng. Và bây giờ hãy gặp lại những nhân vật quen thuộc mang đến thành công cho siêu trí tuệ Việt Nam mùa đầu tiên. Xin chào đón ban giám khảo siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2, giám khảo khoa học phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam. Xin chào đón giám khảo thường trực, ca sĩ Tóc Tiên.
Xin chào đón giám khảo thường trực, nhà báo người dẫn chương trình Lại Văn Sâm. Và giám khảo khách mời đầu tiên của siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2, Wo Wi. Thưa quý vị, và họ là giám khảo của siêu trí tuệ Việt Nam. Thưa quý vị, năm nay trở lại, nhà báo Lê Văn Sâm có vẻ đẹp trai hơn xưa. Mắt kiến nhỏ hơn. Tôi rất là muốn biết được cái cảm xúc quanh Sâm khi trở lại siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2, đặc biệt là với một sân khấu, với một diện mạo mới như thế này. Quay trở lại sau một năm xa cách với siêu trí tuệ, với biết bao nhiêu nỗi niềm nhớ mong. Cả cái thời gian vừa qua, trong lúc Covid nó hoành hành ấy, thì tôi ngồi nhà và tôi cứ nghĩ là tại sao siêu trí tuệ Việt Nam nó lại thành công ở mùa 1 đến như thế. Nó có nhiều yếu tố. Thứ nhất là format nó mới lạ. Cái thứ hai nữa là những nhân vật ở trong đấy, các thí sinh mà chúng ta gọi là những siêu trí tuệ của Việt Nam ấy, thì quá xuất sắc ở ngay mùa đầu tiên. Thậm chí đến cái trận mà đánh quốc tế là ban đầu là chúng ta cũng cứ nghĩ rằng chúng ta ở thế dưới bởi vì chúng ta đi sau họ. Cuối cùng thì may quá quốc tế lại hòa 3-3, đúng không? Cũng là đẹp bởi vì cái mùa đầu tiên nó là một cái sự kết thúc rất là đẹp. Bây giờ sang đến mùa 2 thì tôi cảm giác như là chúng ta đang phải chịu một cái áp lực. Và tin tôi đi khán giả ơi, tôi tin chắc là năm nay sẽ có nhiều điều mới mẻ và nhiều điều bất ngờ thú vị đang chờ quý vị. Bởi vì thiếu quý vị, chương trình không thể thành công. Hãy cổ vũ, hãy song hành cùng trí tuệ Việt Nam mùa 2. Xin cảm ơn những lời nói rất là hay và đầy sự chân thành của nhà báo Lê Văn Sâm dành cho chương trình. Về phía giám khảo khoa học anh Trần Thành Nam, năm nay trở lại đây thì anh có còn tin là đâu đó ở Việt Nam chúng ta vẫn còn có những siêu trí tuệ mà gây ngỡ ngàng hay không? Vâng, quay trở lại với cả siêu trí tuệ mùa 2, khi mà nhận được lời mời tôi là hồ hởi mà cũng hồi hộp, cũng hấp háy lắm. Tức là đến cái ngày để mà mở số đầu tiên này, thực sự là ban tổ chức đã không bật mí một chút gì về các thí sinh của siêu trí tuệ mùa 2, để hy vọng là ban giám khảo sẽ có được những cái phút giây mà wow nhiều hơn với cái cảm xúc thực của mình. Nhưng mà tôi chỉ xem qua được những cái thử thách thôi. Xin thưa với cả quý vị là cảm giác ấy là khủng hoảng. Khủng là gì? Chỉ có những bộ não thật là siêu kinh khủng thì mới có thể chinh phục được những cái thử thách đấy. Còn hoang ấy, đây là hoang mang, tôi đọc xong tôi cũng hoang mang luôn, là không người biết ta là có khủng hoảng, anh là khủng hoang luôn. À, khủng hoang, vâng, vâng, khủng hoang. Thế cho nên là thưa quý vị và các bạn, tôi nghĩ rằng là siêu trí tuệ mùa 2 ấy dễ nghiện, khó cai hơn siêu trí tuệ mùa 1. Như vậy là quý vị vừa được nghe một đoạn teaser rất là hấp dẫn từ anh Trần Thành Nam. Và với cái đoạn teaser này thì chúng tôi dự rằng là sẽ có những điều cực kỳ khủng hoảng xảy ra tại sân khấu này, thưa quý vị. Đó là một tính từ mà bây giờ bắt đầu từ nay tôi sẽ áp dụng cho đến hết mùa, bởi vì nó quá thú vị, nó khủng hoảng và gây hoang mang, gọi là khủng hoảng. Với tóc tiên, những gì em đã chứng kiến ở mùa 1, nó mang đến cho em những cái mong muốn gì từ các thí sinh đến từ mùa 2? Em chờ đợi đi được xem những tiết mục có cái cách trình bày như thế nào. Trước hết thì cho em gửi lời cảm ơn đến siêu trí tuệ Việt Nam đã cho Tóc Tiên thêm một cơ hội được ngồi ở đây cùng với lại anh Sâm, anh Nam cũng như là tất cả khách mời trong chương trình siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2. Đó là một cái niềm vinh dự rất là lớn đối với lại một người nghệ sĩ trẻ như em. Được góp phần, đóng góp một phần nho nhỏ vào niềm tự hào trí tuệ Việt Nam thì nó lại càng quý giá hơn rất là nhiều. Có một điều mà em tin đó là siêu trí tuệ Việt Nam mùa 1 đã làm được và mùa 2 sẽ làm được tốt hơn, đó là giúp cho khán giả đại chúng tin vào những điều phi thường có xảy ra. Và ở Việt Nam chúng ta có những viên ngọc quý đang đợi chờ siêu trí tuệ Việt Nam khai phá, và tin chắc rằng siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 tuyệt vời hơn mùa 1. Thưa quý vị, một cái người mà trong một số những chương trình khác thì tôi luôn luôn chăm chọc người ta, thì ngày hôm nay tôi thấy anh ta ngồi đây với siêu trí tuệ Việt Nam. Và tôi tin chắc là quý vị khán giả ở nhà đâu đó sẽ có người đang ngồi suy nghĩ là: trời ơi, cái ông nội này ở đâu mà vô đây mà làm giám khảo siêu trí tuệ Việt Nam. Thì thưa quý vị rằng là sự có mặt của Huawei ngày hôm nay làm giám khảo khách mời của chương trình
không phải là vì chúng tôi cảm thấy Rap Việt là chương trình thành công để rồi ăn theo cái sức nóng của cái chương trình đó, mà ngày hôm nay Wowy ngồi ở đây hoàn toàn dựa trên một cái kinh nghiệm thực tiễn khi tiếp xúc từ cố vấn khoa học của chương trình. Anh Dương Anh Vũ sau quá trình tiếp xúc và trò chuyện với Wowy mới phát hiện ra là cái vốn sống của con người này ở ngoài thực tế rất là nhiều và có những cái góc nhìn cực kỳ lạ lùng. Có nghĩa là khi tiếp xúc thì anh ta không có hỏi là cái vấn đề này được xảy ra như thế nào, mà hỏi về cái nguồn gốc mà nó xảy ra, tại sao nó dẫn đến cái điều này, chứ không phải là cái điều này sẽ được làm như thế nào. Anh ta tìm hiểu rất là kỹ. Và qua những cái cuộc trò chuyện đó, anh Dương Anh Vũ hoàn toàn tin tưởng rằng với những người có vốn sống và cái sự quan sát tinh tế như Wowy sẽ có những điều thú vị, những câu hỏi thú vị và những góc nhìn thú vị đặt ra cho chương trình. Đó là lý do vì sao chúng tôi mời Wowy đến với chương trình. Và hãy nói gì đó về cảm xúc của bạn khi nhận lời mời làm giám khảo của Siêu Trí Tuệ đi nào. Thưa anh Thành, thật sự thì em thấy vũ trụ nó rất là rộng lớn, có rất là nhiều điều để cho mình tìm tòi và khai phá. Não của em nó cũng rất là giới hạn, cho nên em đến đây với một cái tinh thần gọi là lớn lao duy nhất là em có thể chứng kiến được những siêu trí tuệ Việt Nam, những cái điều mà nó vượt ra khỏi cái 10% của con người đó. Và em hy vọng là mình có thể học hỏi thêm một cái điều gì đó từ các bạn. Em nghĩ cái điều đó là cái điều quan trọng nhất của chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam, đó là tất cả mọi người có thể học được những cái góc ẩn khuất ở bên trong cái điều mà các nhà khoa học bấy lâu nay tìm kiếm, đó là não con người. Cảm ơn Wowy. Hôm nay Wowy ở đây nó là một cái duyên rất là thú vị trong cuộc đời của mình. Wowy không ngờ là có ngày mình có thể tham gia vào một cái chương trình đặc biệt như thế này. Tôi thì tôi nhìn thấy cái sự đồng điệu của Wowy cũng như các rapper của Việt Nam với các siêu trí tuệ. Với tôi thì không biết có lệch lạc không, khi mà trong đầu tôi cứ nghĩ rằng phải chăng các thí sinh đến với chúng ta trong chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam có phải là underground không? Tôi cứ nghĩ là siêu trí tuệ, tôi hay gọi là dị nhân, những con người bình thường nhưng mà lại không bình thường. Và tôi nghĩ rằng ở Việt Nam không mùa 1 chắc là hết rồi. Nhưng mà sau đấy thì thấy các bạn ở trong ban biên tập thì có thông báo quả quyết rằng là sau mùa 1 thì có nhiều bạn mới bắt đầu tham gia, bởi vì họ bắt đầu đạt cái độ tin cậy ở chương trình. Cho nên trong một chừng mực đấy họ là underground về mặt trí tuệ, và bây giờ họ xuất hiện một cách chính thống. Và chắc trong một chừng mực nào đấy thì có một sự đồng điệu nhất định với các rapper Việt Nam, đúng không? Chương trình Rap Việt năm vừa rồi, phải nói tôi là một người fan của chương trình này, tôi rất thích. Và hôm nay thấy Wowy ngồi đây thì cũng rất là vui, bởi vì là đúng, bạn ấy sẽ có những cái chia sẻ nó vừa thực tế mà nó vừa rất gần với những thí sinh của chúng ta trong chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Anh Thành có thấy là anh Sâm với anh Huy là giống nhau không? Đúng. Như là hai anh em đang bênh nhau đấy. Chẳng có tay dành cho hai anh em ạ. Yeah. Thưa quý vị, ở một góc độ nào đó chúng ta cũng có thể thấy các rapper bản thân họ là những siêu trí tuệ. Làm sao có thể nhớ ngần ấy chữ, ngần ấy nhịp phách trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy để làm ra những cái bài rap mà nó thay đổi tư duy của con người, nó đánh bật cảm xúc ngay trong lúc nghe. Bản thân họ đối với tôi cũng là những siêu trí tuệ rồi. Quý vị thấy là những cái người mà siêu trí tuệ với rapper giống nhau ở chỗ là họ không tập trung thì thôi, tập trung là chỉ tập trung vào một thứ duy nhất. Họ cực kỳ nghiêm túc với cái mà họ nghiên cứu và chỉ nghiên cứu cái đó mà thôi, không có cái thứ hai. Tôi phản đối. Tôi phản đối, bởi vì chắc là chương trình đầu tiên ra mắt quý vị khán giả, tôi mặc vest cho nó chỉn chu thế này, nhưng sau đó tôi sẽ xin phép ban biên tập mặc ngầu như các rapper. Wow. Anh Sơn nói là phải làm nha anh Sơn. Tôi đang thật sự lo lắng với câu đó. Hãy xem diện mạo của anh Sơn trong những tập sau sẽ như thế nào nha quý vị nhé. Vâng, và thưa quý vị, một cái điều nữa mà tôi thấy rằng là siêu trí tuệ sở dĩ nó thành công như vậy, nó đạt đến một cái hiệu quả cao hơn mong đợi từ phía nhà tổ chức cũng như cả những người tham gia và cả khán giả, đó là vì nó là siêu trí tuệ của Việt Nam. Đó là những gì thuộc về người Việt. Thưa quý vị, lòng tự hào dân tộc của chúng ta đã làm cho chương trình này trở nên thành công hơn bao giờ hết. Và rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, ủng hộ cho chương trình. Đó là lý do vì sao mà năm nay Dư Anh Nam đã teaser với chúng ta rằng đây sẽ là một mùa khủng hoảng thật sự với những siêu trí tuệ đặc biệt mà quý vị và các bạn chưa bao giờ gặp. Và họ đến đây để chinh phục những thử thách của chương trình. Đó là Siêu Trí Tuệ Việt Nam mùa 2 thưa quý vị.
Và thưa quý vị, nhà tài trợ Sting vì cà phê mới sẽ chọn ra một thí sinh ấn tượng nhất để gửi tặng cho họ giải thưởng 100 triệu đồng. Đó là giải thưởng năng lượng tỉnh táo cho những nỗ lực phi thường của siêu trí tuệ Việt Nam. Trong suốt quá trình thi đấu vòng 1 thì sẽ có 3 giải thưởng đến từ nhà tài trợ Mì Ba Miền. Giải thưởng gọi tên là Trí Tuệ Việt Ba Miền trị giá 50 triệu hiện kim cùng với bộ sản phẩm Ba Miền tinh túy ẩm thực được dành tặng cho những tiết mục có cảm xúc, có những nỗ lực đặc biệt ngay tại sân khấu. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ thí sinh đầu tiên của siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2. Sau vài phút giải lao, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Quý vị và các bạn đang trở lại siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2. Chúng tôi xin được cảm ơn hai đơn vị tài trợ chính của chương trình: Mì Ba Miền, nước cốt đậm đà, đậm chất Việt, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Hân hạnh cảm ơn Sting vì cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Thí sinh đầu tiên, Trấn Thành muốn mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ một nhân vật có một cái đầu toán học cực kỳ đặc biệt. Nói về giải thưởng của nhân vật này, phải trên dưới 100 mấy giải thưởng trong suốt quá trình anh ta học tập đạt được thành tích. Ngày hôm nay, anh ta cũng sẽ mang đến cho chúng ta một tiết mục cực kỳ thú vị. Và anh ta là ai? Chúng ta cùng theo dõi đoạn video clip sau đây. Chào mọi người, mình là Hoàng Hiệp. Mình đang là sinh viên năm 2, chuyên ngành Y đa khoa đến từ Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay từ nhỏ, mình đã nhận ra khả năng suy luận và phân tích logic vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa. Nhận hơn 40 giải thưởng từ các cuộc thi toán học, đạt nhiều huy chương vàng, bạc ở cuộc thi toán trong khu vực, 2 lần đạt giải toán quốc gia. Đối với mình, không có vấn đề nào là không thể giải quyết, không có nhiệm vụ nào là bất khả thi. Chỉ trong 3 tháng ôn luyện, mình lọt vào top 200 thí sinh toàn quốc về điểm thi đại học, đổ vào ngành Y đa khoa của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, và đây luôn là khoa nằm trong top 2 Việt Nam về điểm chuẩn đầu vào. Trong nhiều năm qua, dù trải qua rất nhiều cuộc thi, đối mặt với không ít những thử thách khó khăn, nhưng đó vẫn chưa phải là thử thách mà bản thân mình chờ đợi. Hy vọng ngày hôm nay, trên sân khấu siêu trí tuệ, mình có thể đối mặt với thử thách lớn nhất của cuộc đời mình. Đại học Y Dược đã mang đến cho Việt Nam nhiều bác sĩ giỏi, và ngày hôm nay sẽ mang đến một siêu trí tuệ cho Việt Nam. Siêu trí tuệ Việt Nam là chương trình tập hợp các thiên tài. Mình đến đây không phải để trở thành thiên tài, mà là để chinh phục những thử thách mà con người không làm được. Xin chân trọng vỗ tay nồng nhiệt chào đón thí sinh Dương Lê Hoàng Hiệp. Dạ, chào anh Thành, chào bốn vị giám khảo đã có mặt ở đây, chào toàn thể quý vị khán giả ngày hôm nay. Em tên là Hoàng Hiệp, hiện đang là sinh viên năm 2, chuyên ngành Y đa khoa đến từ Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Giống như là bắt được sóng, bởi vì bạn ấy cũng có khá nhiều điểm giống mình. Đơn vị Tiên cũng đã từng là cựu học sinh của trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà khoa y học cổ truyền chứ không phải là khoa đa khoa như bạn ấy. Em đang lạnh hay đang hồi hộp? Dạ, em vừa lạnh vừa hồi hộp. Không sao, đứng ở đây một lát nữa mọi thứ sẽ ấm lại nha. Em yên tâm đi, đèn trường quay rất nóng, anh đang rất nóng đây. Cho anh hỏi là em nhận được lời mời của chương trình hay là em tin và tìm đến chương trình? Em đã tin và tìm đến chương trình này. Wow, rất là cảm ơn em vì cái câu trả lời này, là tại vì chúng tôi thấy rằng những gì chúng tôi làm ở mùa 1 nó có kết quả. Dạ vâng. Em cho mọi người biết một tí về mình đi. Em học ở đâu, bao nhiêu giải thưởng, sở thích ăn uống là gì, tình trạng hôn nhân. Trước khi vào trường Y thì em có nghiên cứu về lĩnh vực toán học và đạt hơn 40 giải thưởng toán học. Cái giải nào mà cao nhất em có thể kể sơ sơ cho mọi người nghe thôi. Dạ, em từng đạt 2 giải quốc gia ở 2 cấp độ. Đầu tiên là năm lớp 9 em đạt giải quốc gia về giải toán trên máy tính cầm tay Casio. Và năm lớp 12 em đạt giải toàn quốc môn toán lớp 12 trung học phổ thông. Em đã đi thi đấu quốc tế chưa? Dạ, hy vọng chương trình này có thể đưa em tới giấc mơ đó.
Em đến đây với chương trình hôm nay để mang đến thử thách gì? Trước đây em từng gặp ra rất nhiều thử thách, nhưng mà em cảm thấy là chưa có thử thách nào đã làm em phải là quá khó khăn. Nhưng mà em hy vọng là chương trình sẽ mang tới cho em một thử thách mà em cảm thấy khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Nếu ai đó là fan của tiểu thuyết Kim Dung thì chắc chắn là xem bạn này như đọc cô cầu bài. Cả đời hiện nay chưa có cái gì gọi là làm khó mình cả, nên đi tìm cái thật sự gây khó dễ cho mình. Anh cũng hy vọng nha là hôm nay chương trình sẽ làm khó được em. Xin hỏi anh Sâm là không biết nhà anh có gạch bông không ạ? Bây giờ thì không, ngày trước có. Dạ. Huawei, em có xài cái vật mà treo trang trí mà về mỹ thuật ở nhà không? Nhà em có những cái khung gỗ để đựng đồ và tủ thờ. Và nhà em vào thời đó cũng có gạch bông nữa. Tại sao có gọi là tủ thờ ở đây? Tại sao mà tôi hỏi về gạch bông vậy thưa quý vị? Đây là cái mà người ta đã ứng dụng vào các cái chi tiết ở trên gạch bông. Đó là những cái vòng tròn cố định được lặp đi lặp lại và nó di chuyển theo một quỹ đạo nhất định nào đó để tạo ra được những cái hoa văn cực kỳ đối xứng. Và ngày hôm nay để tìm ra được cái bí mật của những cái quy luật đó, chúng ta sẽ cùng nhau đến với thử thách đường cong kỳ ảo và cùng xem một đoạn video clip để biết được luật chơi của thử thách ngày hôm nay. Thử thách đường cong kỳ ảo. Bruno Abakanovic là nhà toán học nổi tiếng người Ba Lan. Năm 1881, dựa trên những kiến thức có được, ông đã tạo ra thiết bị spirograph có khả năng tính được chính xác mọi diện tích được tạo nên bởi các đường cong phức tạp. Năm 1962, dựa trên ý tưởng của Bruno, một kỹ sư người Anh, Dennis Fisher đã phát triển thành công những đường cong tạo nên những hoa văn rực rỡ ở các công trình kiến trúc nổi tiếng. Hôm nay, siêu trí tuệ Việt Nam sẽ vượt thời gian, đột phá tiềm năng của trí tuệ để giúp Dennis Fisher tìm lại các đường cong kỳ ảo đã mất. Đường cong kỳ ảo rối rắm phức tạp là sự kết hợp khéo léo giữa toán học và mỹ thuật. 70 bánh răng to nhỏ, mỗi một bánh răng có hình dạng và vị trí điểm vẽ khác nhau. Khi bánh răng chuyển động trong vòng tròn, có thể tạo ra hơn 700 bông hoa rực rỡ. Trên sân khấu, giám khảo chỉ định 6 loại bánh răng và điểm vẽ tương ứng. Kiến trúc sư căn cứ theo yêu cầu của khách mời, dùng bút vẽ ra 6 đường cong kỳ ảo và chồng chúng lại với nhau ở trung tâm. Tuyển thủ quan sát, tiến hành suy luận, tính toán, tìm ra khuôn vẽ bánh răng có thể vẽ những hình ảnh này và xác định được điểm vẽ tương ứng. Xác định đúng 5 trên 6 hình vẽ, thử thách thành công. Wow. Vâng thưa quý vị, tôi có thể hiểu được vẻ mặt ngơ ngác của Tóc Tiên và sự hoang mang tột độ của cô ấy. Đó gọi là cảm giác khủng hoảng thưa quý vị. Wow, đây là một thử thách quá thú vị luôn. Lần đầu tiên cảm thấy toán học trở nên quyến rũ đến như vậy. Nói là toán học mà không hề có bất kỳ một con số nào trong đó. Ban nãy anh Trần Thành Nam thì đưa ra cái khái niệm khủng hoảng. Dạ vâng. Nghe một lúc tôi lại ra cái khái niệm hoảng khung. Bây giờ tôi hoảng hốt với cái khung mà bạn đưa ra. Hay, dấu tay. Cảm giác là như là mình đang ngồi để xem một cái tiết mục nghệ thuật nào đấy. Nhưng cuối cùng thì đề bài ra cho Hoàng Hiệp cũng như là cái thử thách đối với bạn ấy, thì nó vẫn quay trở lại với chất của siêu trí tuệ Việt Nam. Riêng trong cái môn này, đó là một cảm giác khủng hoảng dựa trên một cái sợ hãi đến từ sự hoảng khung. Wow. Bắt đầu nóng lên rồi. Em thấy nóng lên chưa? Dạ, hay nóng rồi. Ok, xong rồi chưa? Dạ. Thưa quý vị, để cho chúng ta hiểu sơ sơ và nó thú vị hơn thì nó phải có những cái bước khởi đầu để chúng ta hình dung vấn đề nó rõ ràng hơn. Xin bộ phận hỗ trợ bày biện sân khấu. Xin mời. Cái hình ảnh tôi thích lắm, phong cảnh tất cả mọi thứ trông nó có vẻ kỳ bí, thì có lẽ đây cũng sẽ là một tiết mục mà gây cho khán giả cái sự tò mò. Sân khấu siêu trí tuệ năm nay rất là đẹp, rất là đầu tư luôn nha, rất là hoành tráng. Các cô trợ lý khoa học mặc những chiếc áo dài, xong rồi tóc dài, nhìn rất là thơ mộng, đi giữa một cái hồ sen rất là đẹp. Và hiện giờ tất cả những đạo cụ đã được chuẩn bị sẵn. Kế bên chúng tôi là hai cái khuôn. Khuôn này là 48 và khuôn này là khuôn 50. Thì quý vị thấy rằng là cái đường kính nó chỉ cách nhau có 2cm mà thôi. Rất là dễ nhầm lẫn. Để chúng ta bắt đầu cái bộ môn này thì chúng tôi xin mời một chuyên gia đến đây để vừa làm giám khảo,
và vừa cho chúng ta biết được cái thử thách này sẽ thực hiện như thế nào. Xin được mời kiến trúc sư thầy Phạm Phú Cường, trưởng khoa kiến trúc trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Chào thầy ạ. À, thầy ơi, thầy có thể nói sơ để cho mọi người hiểu rõ hơn về cái nguyên lý của cái bộ môn này được không ạ? Thì kính thưa quý vị, cái điểm chính của cái nội dung thi này thì xin được vắn tắt như sau. Là trên sân khấu chúng ta đó, hiện nay chúng ta có tổng cộng là 70 chiếc đĩa bánh răng. Cái đĩa này thì quý vị cũng thấy là nó kích thước khác nhau. Có kích thước nhỏ, kích thước trung bình, có kích thước lớn, nói chung là nó không trùng lập. Và trên mỗi chiếc đĩa như vậy á, thì người ta tạo ra từ 3 đến 4 điểm vẽ khác nhau nằm trên cái mỗi chiếc đĩa như vậy. Khi những chiếc đĩa này được ngẫu nhiên mà nó sẽ được vẽ trên hai cái khuôn vẽ mà quý vị thấy, tức là khuôn A và khuôn B có hai cái kích cỡ là hoàn toàn là khác nhau. Thì kính thưa quý vị, như vậy thì chúng ta sẽ thấy là nếu như 70 chiếc đĩa này được vẽ bất kỳ trên hai cái khuôn vẽ này và được lựa chọn là một trong 3 hoặc 4 hình điểm vẽ như vậy đó, thì chúng ta sẽ có trung bình là khoảng trên 500 hình vẽ khác nhau. Nó khác nhau về mặt là cấu trúc hình học, hình dạng. Thứ hai là nó khác nhau về mặt kích thước. Và thứ ba nó đặc biệt là nó khác nhau về cái số lượng, cái cánh, cấu trúc của cánh nó sẽ hoàn toàn là khác biệt. Như vậy thì thí sinh của chúng ta bắt buộc là dùng năng lực toán học và năng lực hình học để tưởng tượng ra được 500 cái quỹ đạo khác nhau đó và phải ghi nó tuyệt đối chính xác vào trong trí nhớ để trước khi chờ đợi cái thử thách đến từ ban giám khảo. Cho em hỏi một câu là cái này nó có cái quy luật trước của nó không thầy? Có nghĩa là khi người ta làm nhiều người ta quen, hay là cái này á, tất cả những cái hình vẽ này là do cái trí tưởng tượng mình hết và cái do cái cách tính của toán học hết? Đối với người thường thì tạo bằng công cụ, nhưng mà đối với những thí sinh đặc biệt thì phải dùng trí tưởng tượng, bởi vì trên sân khấu chúng ta hoàn toàn không có một khuôn vẽ nào ở đây để thí sinh đặt tay vào để mà tạo. Có nghĩa là trước đó không phải không có cái mẫu nào hết đúng không thầy? Thí sinh phải bắt buộc phải nhìn ở đây và phải tự tưởng tượng ra. Ví dụ như đây là một giám khảo, họ lựa chọn một cái đĩa bánh răng. Dạ. Họ lựa chọn cái điểm vẽ ở trong đó và họ lựa chọn cái khuôn nào dùng để vẽ hình này, thì đây chính là một cái hình có thể tạo ra từ cái lựa chọn đầu tiên của một vị giám khảo. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhìn cái hình của vị giám khảo thứ hai. Ồ, một cái màu mực khác để mình dễ nhìn hả thầy ạ? Nhìn ở đây chúng ta sẽ thấy có hai màu. Màu xanh chính là màu được vẽ nên từ một chiếc đĩa thứ nhất, và màu đen là màu được vẽ nên từ chiếc đĩa thứ hai. Bây giờ quý vị nhìn lại và thấy đây là độ khó khi hai hình chúng ta chồng lên nhau với hai màu khác nhau. Bây giờ chúng tôi xin giới thiệu độ khó tăng dần lên. Nếu giám khảo thứ ba xuất hiện thì cái hình sẽ như ví dụ sau. Chúng ta sẽ có 3 hình ảnh hiện lên trên cái bản vẽ này. Một là màu đỏ, hai là màu đen và ba là màu xanh. Được vẽ chồng lên nhau. 3 hình này khác biệt nhau hoàn toàn về hình, về độ lớn và về cấu trúc của cánh. Và những hình quý vị thấy trên bảng là những ví dụ rất là dễ. Cuộc thi này khó hơn nhiều. Khó hơn ở chỗ là sẽ có 6 hình chồng lên nhau chứ không phải là 3. Và khó hơn nữa là hình ảnh thực tế cuộc thi này chỉ vẽ một màu thôi chứ không phải là 6 màu khác nhau nữa. Đúng là sau khi nghe những cái lời chia sẻ đầy tính chuyên môn hơn từ thầy Phạm Phú Cường thì Tiên đã hiểu rõ hơn rất là nhiều về cái đề cũng như là cái cách thức hoạt động của những cái hình ảnh spirograph đó. Nó vừa có cái sự dễ hiểu trong đó mà nó vừa có cái sự thử thách trong đó. Cảm ơn thầy Cường rất là nhiều đã cho mọi người biết được cái độ khó của tiết mục như thế nào. Thưa quý vị, những cái hoa văn này được ứng dụng như thế nào? Ngày xưa đó, lúc mà khoa học chưa tiên tiến thì người ta dùng những cái đường vẽ này để chống làm tiền giả. Nhưng mà gần đây thì khi khoa học mọi thứ nó tiến bộ hơn thì người ta có những cái phương pháp bảo mật tốt hơn thì người ta sử dụng nó. Nhưng người ta vẫn giữ cái này lại để làm cái phần trang trí mỹ thuật cũng như là cái tính lưu niệm trên cái tờ tiền giấy, nó là cái tính giá trị về ký ức. Xin hỏi thầy Cường, khi tôi xem và nghe thầy giải thích ý, thì tôi có cảm giác như là nó thiên về mỹ thuật nhiều hơn. Vai trò của toán học ở đây là gì, ngoài chuyện là tỷ lệ rồi các thứ này kia, thưa thầy? Vai trò toán học ở đây rất nhiều, thưa anh Sâm. Tại vì thí sinh phải nhận định được các cái số lượng của cánh, cấu trúc của cánh, và thí sinh phải có những dùng tính toán để mà phân biệt được, tách được các tổ hợp khác nhau để mà chọn được 6 tổ hợp đúng trong hơn 500 hình, 500 tổ hợp có thể có. Toán học thì thường nó khô khan nhưng mà đây nghe có vẻ lãng mạn. Ban đầu tôi nhìn thấy khung cảnh tôi cảm giác như là đây là một cái gì đấy nó rất nhẹ nhàng và nó không căng thẳng. Nhưng mà nghe một lúc sau thì thấy bắt đầu thấy đau đầu rồi thầy. Tôi sẽ bổ sung thêm một chút để nói rõ hơn cái tính toán học ở trong này. Trên mỗi cái hình đó đều có 4 điểm phân bố ở những cái vùng khác nhau. Quỹ đạo của từng cái đường một ấy là hoàn toàn khác nhau.
đây là một cái thử thách phải vận dụng những cái chức năng đa nhiệm của bộ não, kể cả về kiến thức toán học, thậm chí là năng lực tưởng tượng không gian và ước lượng sự khác biệt giữa những cái quỹ tích mà độ khác biệt nó rất là nhỏ để có thể là phân biệt được chính xác tuyệt đối là những cái bánh răng nào ở trên khuôn nào và được tạo thành bởi những cái điểm chấm nào với những cái quỹ tích rất là khác nhau. Xin cảm ơn anh Nam với những chia sẻ cực kỳ là cần thiết. Xin mời giám khảo Lê Văn Sâm cho điểm dự đoán về độ khó. Xin mời. Năm. Tất tiên. Bốn. Và Huawei. Năm. Trước tiên là Tóc Tiên. Vì dạ. Sao em chỉ đề 4 thôi? Thực ra là nếu như mà chỉ nghe cái đề bài không thì chắc chắn của em phải là 5 hoặc là nhiều hơn số 5 nếu như có thể. Nhưng bởi vì khi mà nghe cái xuất xứ cũng như là câu chuyện của bạn Hiệp thì bạn này là một cái học sinh chuyên toán. Đã nói là bạn nghiên cứu về lĩnh vực toán chứ không phải là học toán. Và bạn là người có khả năng suy luận logic. Thì chính những cái yếu tố đó, những cái tiềm năng đó, Tiên nghĩ là đó là một lợi thế của bạn ấy trong cái đề thi lần này. Đó là lý do vì sao mà Tiên nghĩ là số 4 là hợp lý. Không lẽ muốn lấy điểm còn lại của em phải xuất thân từ một người bán bánh mì thì tại vì... mới... đúng không? Thì bây giờ người ta nghiên cứu về toán, người ta làm toán chứ dần tại sao? Vì chuyên toán thì có chuyên toán this and chuyên toán that, đúng không anh? Thì cho nên là em hy vọng rằng là cái một điểm còn lại nó sẽ kích thích sự tò mò của em và bạn ấy sẽ chứng minh rằng bạn ấy xứng đáng. Thức ghê á. Cái này tôi phải bảo vệ thí sinh tôi. Đối với một cái bạn thông minh và đã có nhiều năm nghiên cứu về lĩnh vực toán học như bạn Hiệp thì đề bài này vừa có cái khó mà vừa có cái dễ. Chỉ cần cái sự nhanh trí của bạn ấy cộng với cái sự chính xác trong cái việc tìm hiểu những cái quy luật thì chắc chắn bạn ấy sẽ làm được. Nhưng mà anh Sâm thì bị sang cho năm ạ? Vì cái độ khó của nó quá khó. Tôi đánh giá cao ở cái trí tưởng tượng của bạn này hơn là cái kiến thức toán học mà bạn dạ ấy vâng, học. Dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng. Huawei, vì sao em đánh giá là 5? Thực sự khi mà em nhìn cái set ở đằng sau á, em không thể nào tưởng tượng được cái cách mà bạn áp dụng toán học vào. Em không thể nào làm được. Chuyện này em thấy là bất khả thi rồi, nó có quá trời cái đáp án. Nhưng mà phải nhắc qua Huawei một điều là em sẽ thấy những cái điều ở siêu trí tuệ Việt Nam như vậy tương tự rất nhiều. Cho nên em cần cân nhắc nha. Sẽ có rất là nhiều bạn khác có những khả năng cũng không thể gọi là bình thường được. Và cái điều phi thường nó sẽ luôn luôn xuất hiện ở chương trình này. Cho nên chúng ta đừng có bị cái cảm giác là trời ơi khó quá chúng ta cho hết năm. Mà sẽ còn nhiều con người kinh khủng nữa sẽ xuất hiện như vậy. Cái này nó rất là sáng não cái chỗ là dựa trên cái công cụ chính xác mà bạn phải thực hiện bài thi một cách không chính xác. Cái điều đó là cái điều làm cho Huawei cảm thấy gọi là thán phục cái tài năng của bạn. Tôi thì tôi nghĩ nếu như mà 17 cái bạn thí sinh năm nay ấy mà tuyệt mà vời đều như thế này, tôi cho 17 con năm không thành vấn đề. Chính xác. Cái đấy là cái chúng ta cần. Chính xác em ơi. Dạ vâng. Mình biết là phải lấy cái ba rem là trung bình trước, nhưng mà thật sự ra với cái tiết mục này thì tôi cũng ủng hộ cho những vị giám khảo cho năm, là bởi vì thật sự cái cách tôi tưởng tượng nó cũng khủng khiếp thật chứ không phải đùa. Bây giờ mọi thứ đã được ổn định, em mời thầy vào trong ngồi nghỉ và quan sát cái phần thi của bạn. Một chút nữa chúng ta sẽ gặp lại thầy sau. Xin cảm ơn thầy. Cảm ơn. Bây giờ anh chúc cho Hoàng Hiệp thật bình tĩnh và thành công trong buổi tết lần này. Mời em về khế siêu chiếc. Mời trợ lý khoa học bịt mắt Hoàng Hiệp lại. Chúng tôi mời ba vị giám khảo lựa chọn giùm Trấn Thành mỗi người hai đề thi. Một đề thi bao gồm một khuôn, một bánh răng. Và trên mỗi một bánh răng, quý vị chọn giùm tôi một điểm trong bốn điểm nằm trên cái bánh răng đó. Em cố tình chọn hai cái bánh răng có kích thước nằm trong top những cái bánh răng có đường kính to nhất. Kích thước gần gần nhau, cái điểm vẽ nó cũng không phải là quá gần tâm. Đây là một cái thử thách mà có thể là đánh giá cái năng lực tưởng tượng không gian của cái thí sinh ấy lên một cái tầm cao mới.
Quý vị và các bạn thân mến, trên tay tôi đã có những chiếc bánh răng mà các vị giám khảo đã lựa chọn. Và bây giờ xin mời một kiến trúc sư sẽ hỗ trợ cho chúng ta trong cái việc mà vẽ ra các đường tròn. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho vị kiến trúc sư khách mời Trường Hải, thưa quý vị. Chào em. Wow, trẻ dữ. Nhìn em quen quá, em đã xuất hiện ở đâu rồi? Người ấy là ai ạ? Ok, chúng ta bắt đầu. Mời em. Thử thách này đòi hỏi kiến trúc sư Trường Hải phải vẽ với độ chính xác cực kỳ cao. Và 6 đường cong kỳ ảo khi chồng lên nhau sẽ như thế nào? Cháu cứ bình tĩnh vẽ, không có sai một tí là chết dở bạn ấy. Các bạn kiến trúc sư khi bạn ấy vẽ thì là tôi có đứng ở bên cạnh tôi xem. Cũng phải tôi phải nói lời cảm ơn với các bạn ấy, bởi vì mình nghĩ nếu như mình vẽ thì nó sẽ không ra được cái hình như của các bạn đâu. Bởi vì là các cái khớp nó phải rất là khớp nhau. Chỉ trượt một cái bánh răng nào đấy thôi thì cái hình vẽ nó sẽ khác, và thí sinh sẽ lâm vào tình cảnh là rất là khó có thể xử lý để tìm ra cái đáp án cuối cùng. Tiên nghĩ rằng là hai cái bánh răng chỉ cần có cái thước na ná nhau, gần gần nhau thì chắc cũng sẽ làm khó bạn đấy. Nhưng mà Tiên quên mất là cái điểm vẽ mới là cái quyết định hình dạng cũng như là kích thước của cái bông hoa. Trường Hải bạn vẽ lại thì nó ra hai hình hoàn toàn khác nhau. Thậm chí là trong khi mọi người thì đang rìa rìa những bông hoa bên ngoài thì duy nhất một mình Tiên có một bông hoa nhằm lọt thỏm ở chính giữa. Hóa ra là năng lực tưởng tượng của mình hơi bị kém, mình không tưởng tượng được. Thưa quý vị, chúng tôi đã hoàn tất 6 cái đường cong theo những cái quỹ đạo do ban giám khảo ra đề. Đẹp quá. Cảm ơn Trường Hải rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta chào đón sự trở lại của Hoàng Hiệp. Tôi xin phép là liệu rằng là tôi có thể mời lại thầy Cường vào để chúng tôi sẽ trao đổi, nâng cấp cái độ khó cho cái thử thách lần này cho thí sinh Hoàng Hiệp của chúng ta được không ạ? Xin mời sự trở lại của thầy Phạm Phú Cường. Vì cái hình này nó đi theo cả một cái quỹ đạo và khiến cho thí sinh có thể là nhìn được tất cả và có thể suy luận được ra cái bánh răng dễ hơn. Liệu rằng chúng ta có thể nâng cấp độ khó lên bằng cách là chúng ta sẽ chia đôi cái hình này ra. Ứng viên chỉ được nhìn được một bên và phải sử dụng cái năng lực tưởng tượng của mình, hình dung tưởng tượng ra cái phần còn thiếu để mà tìm ra được cái đáp án. Tôi thấy đây là một đề xuất rất thú vị, bởi vì nó sẽ nâng cái tầm thử thách của cuộc thi này. Tất cả chúng ta đều thấy là cấu trúc hình đối xứng hết, thì việc năng lực mà ghi nhớ một cái hình đối xứng nó dễ hơn nhiều so với việc ghi nhớ một cái hình mà không đối xứng. Không đối khi xứng. Chúng ta che nó lại là hình này không còn đối xứng nữa, và như vậy cái việc ghi nhớ này sẽ nhân độ khó lên rất nhiều. Hiệp ơi, em thấy anh Nam có làm khó em lắm không? Dạ, em nghĩ cái việc mà che một nửa gây nhiễu rất nhiều trong cái phương pháp mà xử lý đề này của em, nhưng mà em nghĩ là em đến đây để phá vỡ giới hạn của bản thân mình nên là em chấp nhận thử thách. Wow. Yeah. 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 Chúc em thành công. Cá nhân tôi thì tôi cũng thấy là thử thách này khá khó rồi, nhưng mà tất cả các thí sinh khi tới với cả Siêu Trí Tuệ Việt Nam thì cần phải đặt cho mình thêm một cái áp lực nữa. Đó chính là lý do mà tại sao tôi lại muốn là gây khó khăn hơn cho ứng viên. Anh chúc em sẽ có thể nhìn ra mọi thứ nha. Yeah. Một tràng pháo tay cho sự trở lại của Hoàng Hiệp. Và đây là đề thi của em. Thời gian dành cho thử thách bắt đầu. Tôi cũng đã cố tình là khi mà che đi, không phải là che chỉ che đúng 50% mà nó hơi nhiều hơn 50% một chút, để cho Hoàng Hiệp khi mà nhìn vào cái hình này là sẽ thấy rằng nó hơi bị bất đối xứng, và cái điều này gây khó khăn hơn cho bạn ấy khi mà chinh phục cái thử thách này. Cái miếng bìa che đi hơn một nửa nên là mình khó khăn trong cái việc nhận định cũng như là xác định được cái hình nào có cấu trúc như thế nào, và đó là cái vấn đề rất lớn đối với mình. Có ạ. Cũng khá là lo lắng cho bạn Hiệp và cũng bắt đầu cảm thấy hơi lung lay cho con số 4 mà mình cho Hiệp, là bởi vì thực sự là một thử thách rất khó. Hiệp đúng nghĩa là tay không bắt giặc, không có kích thước của hình vuông, không có cái tâm, thậm chí còn bị che đi. Sự thiếu hụt về dữ liệu đó nó hoàn toàn nằm ở khả năng tưởng tượng cũng như là khả năng ước lượng của Hoàng Hiệp.
Đầu tiên, từ các hình chồng lắp lên nhau, mình phân tách thành các hình riêng biệt. Sau đó trong đầu tưởng tượng thành một hình hoàn chỉnh, hoàn toàn chính xác. Vì nếu tưởng tượng không chính xác sẽ dẫn đến việc sai kết quả. Đến bây giờ mình chưa hiểu là tưởng tượng dựa trên cái gì. Cộng trừ là cộng trừ. Đấy, ví dụ nhé, cầm cái thước này đo đo vào. Nếu mà em quan sát, tí nữa em quan sát tính toán ở đây, đúng không? Đây là không có thước nha. Tiếp theo, mình phải cần ghi nhớ cái hình đó trong đầu trong lúc tìm kiếm giữa các bánh răng. Đây, 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 bắt đầu đo. Đây, tức là cái đấy là phải ước lượng tính toán. Đến cái mức mà phải gọi là chi ly ra thì vẫn đấy, nhưng mà vấn đề là nhìn đã phải ước lượng được là cái khung nó tầm nào và cái bánh răng nó tầm nào để mà bạn ấy đi đến đấy rồi. Thì bạn chỉ kiểm tra một số những cái điểm để chính xác hơn rồi. Anh em như thế này là phải tưởng tượng về cái cấu trúc hình không gian. Đi này để không phải để hình dung ra trong đầu là với cái lỗ này thì nó đi theo cái hoa văn kiểu như thế nào, nó cũng phải đó. Hay tưởng tượng hay đó, đấy là tưởng tượng không gian. Trong cái quá trình mà chinh phục thử thách ấy, ngoài cái việc là anh ấy phải vẽ ở trong tưởng tượng qua cái vận động của tay để hình dung ra cái quỹ tích, thì đôi lúc là Hoàng Hiệp đã tận dụng cái bút giống như là một cái thước để nhìn ngắm và đo ước lượng những cái khoảng cách với cái sự sai biệt rất nhỏ như thế. Để mà giải đáp cái bài toán đó, đương nhiên là bạn sẽ không có những cái công cụ cực kỳ chính xác. Vào thời điểm đó thì cái cây viết đó là cây thước chuẩn xác nhất. Nhưng mà em có cảm giác là gặp lại dễ xác định hơn. Nếu như mọi người để ý thì cái hình spirograph đó nó có một cái quy luật hoạt động riêng, và nó sẽ tùy thuộc vào cái đường kính của cái bánh răng, nó sẽ tùy thuộc vào cái điểm vẽ của bạn nằm đâu, gần tâm hay xa tâm. Và vì bạn Hiệp là một người rất là thông minh, rất là nhạy bén, cũng như là cái năng lực của bạn ấy sẽ nhìn ra cái quy luật đó nhanh hơn và chính xác hơn rất nhiều. Rồi rồi. 66. Khi mà chúng ta mà đang tưởng tượng ra một cái quỹ tích ở trong đầu và so sánh nó với cả cái hình mẫu nhé, bất kỳ một cái yếu tố nào mà tác động của ngoại cảnh vào cũng có thể làm cho cái quá trình tưởng tượng này nó bị đứt đoạn và bạn ấy sẽ phải tưởng tượng lại từ đầu. Chơi cái này yếu tim quá. Sao mà mọi người có thể chịu được mấy cái này? Giám khảo có vẻ là rất khéo léo trong việc chọn đề khi mà các hình nó rất là giống nhau, đặc biệt là ở hình 4 và hình 5, cái cấu trúc hình dạng và cái độ dài thì nó tương tự nhau. Mình rất khó khăn trong việc tìm kiếm, do đó là mình phải sử dụng cái bút của mình để coi như là một cái vật để ước lượng độ dài. Mặc dù đó là một việc mạo hiểm nhưng mà mình cảm thấy là nó cần thiết trong cái hạng mục như thế này. Đo bằng cái đó là phải tỉ mỉ nữa. Cái điều đáng nói ở đây á, là cái khoảng cách chỉ cần gọi là sai lệch 1-2mm thôi, cái kết quả nó đã rất là khác rồi. Bởi vậy Qua Quy mới nói là bạn làm cái điều đó rất là tỉ mỉ, như là một nghệ nhân vậy đó. Cái quan trọng không phải là chỉ có xác định đúng cả cái bánh răng mà lại không xác định cả điểm nữa. Điểm. Không cả khung ấy, còn phải cả điểm. Với khả năng thiên bẩm kèm một chút rèn luyện thì khi mỗi lần mình lướt qua một cái bánh răng bất kỳ với 4 lỗ, mình sẽ tưởng tượng ra 8 hình khác nhau ở 2 khuôn. Cứ như vậy lướt qua từng bánh răng và đối chiếu nó với cái hình ghi nhớ ban đầu khi mà mình đã quan sát. Nếu một hình nào trùng hợp, mình sẽ quay lại và xác định một lần nữa là đúng hay không.
cái thường cái second guess á, lúc nào nó cũng dễ bị sai. Thà nó là tin nghe từ đầu, nó đang bị kiểm tra lại. Chứ đúng không? Nó càng ngày kiểu như nó sẽ càng dối á. Lúc mà hoàn thành thử thách xong á, mình cũng không chắc là mình có thể hoàn thành được tối đa được nữa. Tại vì cái quan trọng là cái sự sai số của nó là quá ít rồi. Thưa quý vị, đã xong. Em đã dành thời gian để kiểm tra lại chưa ạ? Dạ đúng rồi anh. Bút xa là tiền mất nha. Em nên nhớ là năm nay là còn giải thưởng trị giá 100 triệu đến từ nhà tài trợ Sting vì cà phê mới. Dạ. Và còn có 3 giải 50 triệu đến từ nhà tài trợ Mì Ba Miền nữa. Cho nên cố gắng tận dụng cái điều này của em nhé. Chúng ta sẽ kiểm tra là đáp án của bạn có trùng khớp với bộ đề mà ba vị giám khảo đã đưa ra hay không. Chúng tôi sẽ dò ở đây 6 cái đáp án ngẫu nhiên của bạn. Và nếu như 6 cái này, miễn nó nằm trong cái bộ đề này, đúng được 5 trên 6 coi như thành công. Đáp án đầu tiên, Khung A, quý vị, có Khung A. 50-50. Thật ra thì chúng chỉ có 2 khung mà thôi. Yes. 04. Có 04. Có 04. Yeah. Và yes. Điểm vẽ số 3 hoàn toàn chính xác. Wow, tuyệt vời em ơi, tuyệt vời. B, có B quý vị ơi, có B. A với B chắc chắn phải có rồi còn gì nữa. Bởi vì trong quá trình thực hiện thử thách mình đã sử dụng rất nhiều năng lực, mình đã không còn suy nghĩ nổi nữa rồi. Thôi mình cứ trông chờ đợi vào kết quả của ban tổ chức vậy. Yeah. 07. Có 07. Điểm 3. Có điểm 3. Phải đúng thôi. Xuất sắc. Wow. Tôi nói thiệt, anh Sâm nói đúng. Tham gia cái chương trình này xong, tôi một là hoa mắt, hai là đau tim, ba là lên tăng xong. Anh Thành, hai cái đó là hai cái của em luôn anh Thành. Đúng anh biết mà, không có ghi chữ Huawei anh biết nha, khùng lắm cũng biết nha. Vậy là còn em. Phụ nữ luôn bí hiểm. Đúng rồi, và độc nhất vô nhị nữa nè. Wow. À khoan nha. Không mấy. Hai ba, dê có không hai ba, tôi hết hồn hết đã hồn. Đã ghi 3 số lận. Trời ơi, tôi hết hồn, nó ghi không, tôi không mấy, không hai ba là của anh Lại Văn Sâm. Đúng rồi. Yeah. Hủ hồn. 23 thì 23 thôi, còn không 23. Thiệt tình. Next one. Thưa quý vị. B. B. 55. Yes. Yes. Wow. 4. Yes. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Không thể tin vào mắt mình. Unbelievable. Thưa quý vị, người phụ nữ duy nhất trong show sẽ quyết định thành bại của bạn. Ăn được cả, ngã còn một cái. Còn một cái. Chỉ cần một kết quả nữa để Hoàng Hiệp thành công trong thử thách này. Liệu rằng kết quả có như chúng ta mong đợi? Hãy chờ xem sau ít phút. Quan sát Hiệp thì Tiên thấy rằng là hình như là bánh răng số 070 thì bạn ấy chọn không đúng cái đáp án.
Lại không à? Không, là không nữa nè. Là kiếm chuyện không nữa. B thì phải là... Đó lại là cái hình mà mình bắt sai lầm ở luật làm thứ nhất. Đến khi mình kiểm tra kết quả lại thì mới phát hiện là cái kết quả đó bị sai. Thử thách thành công! Chiến thắng rồi! Chúc mừng em! Hiệp là một chàng trai rất là trẻ, rất là thông minh, có cái sự chắc chắn nhất định ở những cái đáp án của bạn ấy. Sự chắc chắn ấy thể hiện ngoài cái chuyện là đưa ra kết quả chính xác thì bạn ấy còn đi check lại hết một phòng cho chắc ăn nhất có thể. Mở cái cuối gọi là cơm thêm. Đi ăn cơm sườn hay có vụ cơm thêm. Yeah! 100% chính xác. Chúc mừng Hoàng Hiệp. Yeah! Oh my God. Không tin được. Không, cái nụ cười rất tự tin. Không tin được. Cái thử thách này ở trên quốc tế cũng có một hạng mục tương tự, nhưng mà họ cũng không chinh phục được 6/6. Wow. Và chiến binh của chúng ta đã hoàn thành cái thử thách này tuyệt đối. Trong thời gian vừa qua em sinh sống ở đâu? Ở Sài Gòn ạ. Em trốn ở đâu mà không ai biết em? Dạ, quận 8. Quận 8 cẩn thận với em này. Thưa quý vị, Hoàng Hiệp quận 8. Hiệp ơi, tôi có một câu hỏi một chút ấy. Tại sao em rất là tự tin, em làm được các cái đáp án rất là nhanh, nhưng mà sau đó em lại phải đi và kiểm tra lại thêm một lần nữa? Em quý trọng cái cơ hội mà được đứng trên sân khấu này. Em cảm thấy là nếu mà em có một cái sai lầm nào đó em sẽ hối hận cả cuộc đời này, nên là em sẽ quay lại kiểm một lần nữa. Tôi nghĩ rằng là cái điều này ấy, thì nó rất là phù hợp với cái tính cách của em. Nếu mà em trở thành cái người mà làm việc ở trong lĩnh vực y và dược, mình luôn luôn phải cẩn trọng và phải đảm bảo rằng không có bất cứ một cái sai sót nhỏ gì. Thế còn cái việc mà chúng tôi nâng cấp độ khó lên mà che lại một nửa cái hình, không còn đối xứng nữa, thì có gây khó khăn cho em như thế nào? Em nghĩ là em sẽ thất bại luôn. Tại vì cái cách làm của em á, là dự đoán được các hình, có thể ra được cái hình này và đi coi, sau đó quay lại rà vào cái hình mà có tròn vẹn á, thì em sẽ kiểm tra chính xác hơn. Còn cái giờ em phải tưởng tượng, mà khi mà tưởng tượng thì phải ghi nhớ được cái hình ảnh đó một cách chính xác nhất, thì em sợ cái công đoạn đó em làm không được nên là sẽ thất bại, nên là cái độ khó khi mà chi một nửa là tăng rất nhiều lần luôn. Cho chị hỏi tí xíu, là lúc mà chị quan sát em làm á, thì em có dùng cái bút, theo chị nghĩ là hình như em đang đo, dùng cái bút như là một cái thước để mà đo khoảng cách, thì em có thể lý giải cụ thể cái cách làm? Dạ, sau khi mà em tìm ra được cái khuôn và cái bánh răng á, và loại trừ hết cái bánh răng luôn, thì các lỗ trên trển khoảng cách rất là gần nhau. Thì cái việc phân biệt giữa các lỗ không thể nào dùng mắt thường mà phân biệt được, tại vì nó cách nhau chỉ có 1 cm hoặc ít hơn nữa, nên là em phải dùng một cái viết như một cái thước cho em để em hoàn thành hạng mục này. Nhưng mà độ chính xác đâu có cao em. Dạ đúng rồi, em phải liều lĩnh thôi. Liều lĩnh hả? Ồ. Ước lượng và khả năng quan sát rất là kinh khủng. Không, thật sự là khâm phục và kính nể quý vị nha. Đây là một tiết mục mà nó ngoài cái sự tưởng tượng của tôi luôn. Là tôi ngồi tôi nghĩ mãi là người ta sẽ làm cái này bằng cái cách nào. Em có theo dõi cái tiết mục này ở đâu đó trên thế giới chưa? Dạ, em thấy tiết mục này ở quốc tế không thực hiện thành công tối đa được, nên là em muốn là nếu mà chương trình mang cho em hạng mục tới đây á, thì em nghĩ là em sẽ hoàn thành tối đa để chứng minh người Việt Nam mình. Yes. Nhưng mà cho anh hỏi là cái mà em sẽ quốc tế, theo em cái đề đó nó khó hơn hay dễ hơn so với cái đề mình ngày hôm nay? Dạ, em đã từng coi một lần thì em thấy có dùng thước, dùng tâm và dùng nhiều cái nữa, và không che 1/2. Còn em là bỏ thước, bỏ tâm và che 1/2. Giỏi quá em ơi. Trời ơi, hồi nãy mà bịt thêm một con mắt nữa em lại nữa là thế giới nể em. Siêu thị đó. Siêu thị đó. Siêu thị là thị giác siêu năng lực. Nhưng mà cũng cần phải cảm ơn bạn kiến trúc sư Trường Hải. Bạn ấy vẽ rất chuẩn. Chứ mà nếu như mà phải tay Trấn Thành hay tay tôi thì chắc là không thể nào tìm được. Bởi vì dạ, vẽ nó ra một cái hình nó khác hẳn luôn, đúng không? Em thì đã nói rồi, sự tích của em khi em vẽ con chuột thì mẹ em nói là sao mày vẽ con trâu kỳ vậy. Thì đó. Quá Huy, em có ý kiến gì không? Không biết là em có nhớ được cái số chính xác, cái số lần lặp lại của cái hình đó của cái bánh răng nào không?
Dạ, em thật sự thì nhớ cũng không quá tốt nên là em không nhớ được. Chủ yếu quan trọng cái cách nó vận hành là chính. À, chứ còn cái số lần nó không quyết định phải không ạ? Dạ, tại em thấy là nó sự trùng lặp rất nhiều nên là mình sẽ quan sát cái kia nhiều hơn. Cho chú hỏi là lúc nãy chú thấy cháu đầu tiên là viết là A và trong là 70. Sau đấy cháu, tại sao cháu phát hiện đấy không phải là A mà là khung B? Cháu quay lại cháu sửa B. Tại vì theo cháu là em tách cháu được 8 hình đó, thì cái khuôn E hay cái 4 hình kia là không hề phù hợp với cái hình này. Lúc đó em nhìn đáp án em mới tưởng tượng lại thì thấy nó không phù hợp nên em đổi lại. Tức là khả năng loại trừ. Bây giờ anh chỉ hỏi một câu cuối cùng nữa thôi. Nếu như ban tổ chức đưa ra thêm một khuôn C nữa, em nghĩ thử thách đó có quá khó với em không? Vậy em nghĩ nếu mà ban tổ chức cho em một khuôn C nữa thì cho em thêm 5 phút em sẽ hoàn thành thử thách này. Wow. Chính xác 5 phút luôn. Như vậy thì đã quá đủ để chứng minh đây là người hoàn toàn xứng đáng mở đầu cho siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với số điểm mà giám khảo khoa học Trần Thành Nam dành cho tiết mục của Hoàng Hiệp. Bắt đầu. Giám khảo khoa học Trần Thành Nam cho bạn 9 điểm, nâng số điểm lên 126. Chúc mừng thành viên đầu tiên của đội tuyển siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2. Anh Nam, tại sao anh cho điểm số 9? Thật sự lấy số 9 từ anh rất là khó. Mọi người cũng đã nhìn thấy rồi, độ khó chúng tôi đã làm tăng lên, tạo nên một cái điểm mà gây nhiễu. Tại vì tâm lý của con người chúng ta ấy, thì thường là muốn nhìn thấy cái điều gì đấy đối xứng. Nhưng mà cái khuôn hình mà Hoàng Hiệp được nhìn thấy là bất đối xứng. Và cái việc đó sẽ làm cho cái khả năng tập trung cũng như là cái mức độ tư duy của bạn ấy sẽ phải khó khăn hơn. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy rằng là cái sự khác biệt giữa những cái đường cong để tạo nên được một cái sơ đồ hoàn chỉnh đấy, nó chỉ khác nhau thậm chí là dưới 1mm. Tất cả những cái bánh răng cũng chỉ chênh nhau với cái kích thước khá là nhỏ. Thí sinh của chúng ta lại không có thước, chỉ dùng cái bút để ước lượng, thể hiện được là năng lực tưởng tượng, tính toán và tư duy tổ hợp đều ở mức xuất sắc. Xin cảm ơn những chia sẻ của giám khảo khoa học Trần Thành Nam. Ngay bây giờ chúng tôi xin được mời kiến trúc sư Phạm Phú Cường, là trưởng khoa kiến trúc Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ lên sân khấu trao tặng cúp danh dự cho thành viên đầu tiên của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam, Hoàng Hiệp. Oh yeah, Hiệp là một người mới hàn hoàn hảo cho mùa 2. Một tràng pháo tay nồng nhiệt nữa để chúc mừng Hoàng Hiệp thưa quý vị. Xin cảm ơn thầy Cường. Và chúng tôi biết được ngày hôm nay tại trường quay thì mẹ của Hoàng Hiệp đang ngồi ở đây để theo dõi con mình. Có thể mời cô cùng bước xuống dưới đây để cùng nắm tay con mình bước lên đỉnh vinh quang. Xin mời. Chào chị chia sẻ một tí về bản thân mình được không ạ? Tôi là phụ huynh của em Dương Lê Hoàng Hiệp, công tác tại khoa sản Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Con trai tôi và tôi là một thành viên mà rất may mắn hôm nay đạt được cái gì mà mơ ước mà không là từ trước tới giờ con trai tôi là đam mê. Xin cảm ơn ban tổ chức đã tạo một cái chương trình hay hấp dẫn như thế này để các bạn trẻ thể hiện được cái sự thử thách và cái đam mê của mình. Dạ. Chúc công ty á ngày càng phát triển và cái chúc chương trình siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 này thành công tốt đẹp. Trân trọng kính chào. Chị cho em hỏi là hôm nay em thấy là chị rất là xúc động với lại cũng khá hồi hộp luôn á. Chắc là xem con mình nó thì cũng đứng tìm chị hen. Chị em hỏi là giữa cái việc mà mình đỡ mấy cháu á với cái việc xem thi bữa nay, cái nào hồi hộp hơn chị? Nếu mà so sánh về cái lương tâm người mẹ với một lương tâm người thầy thuốc á, hai cái đều hồi hộp như nhau. Vì người mẹ thì thấy con mình đang thử thách thì rất là xúc động, sợ con mình đói bụng,
không vượt qua cái cuộc thi này, không đủ để minh mẫn để vượt qua cuộc thi này. Thật sự là mình rất là muốn cảm ơn cha mẹ mình. Trước giờ mình chưa bao giờ nói câu này là cả, nhưng mà thật sự mình rất cảm động khi nhiều lúc cha mẹ không biết mình chính xác đang làm gì nhưng mà lúc nào cũng ủng hộ mình hết mình. Thì ngày hôm nay con muốn cảm ơn cha mẹ vì đã luôn đồng hành cùng con vượt qua rất nhiều khó khăn. Con cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Còn đối với một người thầy thuốc á, thì khi đỡ em bé ra rất là hồi hộp. Lúc xúc động là khi mà em bé bị ngạt. Đó là một sự trả giá cả cuộc đời cha mẹ người. Cái nào nó cũng cái áp lực hết. Áp lực và quan trọng như nhau. Dạ, cảm ơn chị. Em thấy chị bữa nay cực kỳ xúc động luôn á. Thế Thương ơi là Thương, mà Hiệp bộ là đói là em làm không được hả? Sao mẹ sợ em đói dữ vậy? Dạ, tại vì nhìn cái hình nó hoa mắt rồi, đói bụng nó còn hoa mắt hơn nữa. Ồ vậy hả, là đói là hoa mắt hả? Đi, lát làm xong anh dẫn đi ăn nha. Hôm nay cảm ơn chị rất nhiều đã đến đây. Chị đã chào đón rất là nhiều những cái bạn nhỏ ra đời. Và tin chắc rằng là chị hoàn toàn có thể tự hào về cái việc làm ý nghĩa của chị. Và cũng như một cái chuyện lớn lao nhất, ý nghĩa nhất mà chị đã làm được, đó là sinh ra và nuôi lớn lên một cái cậu thông minh và mang đến nhiều niềm tự hào cho người Việt như vậy. Đó là Hoàng Hiệp. Chúc mừng hai mẹ con nhé. Và bây giờ Hoàng Hiệp sẽ nắm tay mẹ của mình bước lên đỉnh vinh quang. Xin mời. Vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Mì ba miền tôm chua cay với nước cốt đột phá, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Quý vị và các bạn đang trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam. Thưa quý vị, thường mà mình mệt mỏi hoặc là những lúc mình căng thẳng, người ta hay tìm đến một cái bộ môn để giải khuây, mà nó lại giúp ích nhiều đến cho cái sự tư duy cho não bộ. Đó là bộ môn đánh cờ. Không biết là Wowy em thích đánh cờ vua hay cờ tướng? Dạ, em có đánh cả hai cờ. Và em thích nhất là cờ caro. Em có thích cờ cá ngựa không? Dạ, em có chơi qua nhưng mà bị đá riết cho nên hơi... Hết ngựa rồi. Dạ. Ok. Còn Tóc Tiên thì sao? Cái này thì hơi xấu hổ một tí xíu, nhưng thực sự là em mà nhìn vào bàn cờ vua và bàn cờ tướng thì giống như người ta gọi là... Vịt nghe sấm. Đúng rồi. Em chỉ biết chơi cờ tỷ phú thôi. Thế là xong, cái bộ môn cờ mà yêu thích của anh là gì ạ? Cờ vua tôi biết nhưng mà tôi chơi không tốt. Cờ tướng tôi chơi tốt. Dạ vâng. Bây giờ đố cái người kiến thức khủng khiếp về cờ nè, Tóc Tiên. Anh đố em quân mã đi như thế nào trong bàn cờ vua? Đi xéo đúng không anh? Xéo. Xéo là tượng. À đó. Theo chữ L. Sao đố khó vậy? Quân mã sẽ được đi theo chữ L. Quý vị cứ hình dung đơn giản, một cái hình chữ nhật được tạo bởi 6 ô vuông thì nó sẽ nằm ở cái ô đầu và ô cuối của hình chữ nhật đó. Và tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ nhân vật tiếp theo sẽ mang đến cho chúng ta một điều thú vị: cờ vua kết hợp với toán học. Xin giới thiệu siêu trí tuệ tiếp theo. Bộ não con người là một kiến tạo phi thường của vũ trụ, mà ở đó nó có thể chinh phục những hệ thống số phức tạp nhất cho đến những hiện tượng dường như không có lời giải đáp. Tôi, Nguyễn Văn Khanh, sẽ là người phá vỡ mọi thứ theo cách riêng của mình. Nhiều người nói tôi khá tự tin, anh nhìn cách tôi chơi cờ mà xem. Thank you.
Khi còn là một cậu nhóc, những hiện tượng khác thường và các bài toán hóc búa như một thỏi nam châm có lực hút mạnh mẽ với não bộ của tôi. Việc định hình không gian và tìm ra các quy luật chuyển động của mỗi sự vật, hiện tượng dần trở thành một phần trong cuộc sống, không thể tách rời. Giải một bài toán phức tạp nhưng không cần nhìn vào giấy, bạn làm được chứ? Định vị bản đồ chỉ trong một vài giây mà không cần nhìn vào nó thì sao? Hay thiết kế bản vẽ của một ngôi nhà, bạn nghĩ chỉ có máy tính mới thực hiện được đúng không? Với tôi, mọi thứ hỗn loạn sẽ luôn trở thành những cấu trúc đẹp nếu não bộ liên kết đúng quỹ đạo của nó. MC Trấn Thành từng nói, cách chứng minh tốt nhất là không cần phải chứng minh bất cứ điều gì cả. Đúng vậy, tôi đến đây là để chiến thắng và để tạo lên những kiệt tác xứng tầm siêu trí tuệ Việt Nam. Tự nhiên tôi cảm thấy tôi hay ho chứ quý vị. Lời nói của tôi tự nhiên phút chốc trở thành châm ngôn. Dạ vâng. Thưa quý vị, thật sự nó là như thế đấy ạ. Còn mãi chứng minh là còn chưa đạt được. Khi đạt được, người ta chỉ đến đó và thực hiện mà thôi. Thưa quý vị, xin giới thiệu Nguyễn Văn Khanh. Và đầu tiên em xin chào MC Trấn Thành, ban giám khảo và tất cả mọi người đang có mặt trong trường quay. Em là Nguyễn Văn Khanh, em đến từ Vĩnh Phúc nhưng hiện nay em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tôi thấy các bạn đến với Siêu Trí Tuệ Việt Nam á, là thường là mấy cái bạn mà lo học, không có lo về ngoại hình. Lần đầu tiên mới có hot boy siêu trí tuệ nha quý vị nha. Ok, body còn gầy hơn cả Huawei nữa. Đó, mà tóc đẹp hơn. Cho anh hỏi là cờ vua với lại toán học nó có liên quan gì mà hôm nay lại có thử thách đó? Cờ vua rất liên quan đến toán học trong máy tính. Vì người ta đã sáng tạo những cái phần mềm để cho người chơi cùng máy tính. Em là người thích chơi cờ vua hay là em là người giỏi toán nhưng mà tại vì em thích kết hợp với cờ vua? Em là người giỏi toán và thích nghiên cứu về cờ vua. Toán học tồn tại trong cờ vua rất nhiều. Em có nghiên cứu về phụ nữ không? Phụ nữ đối với em là một bài toán khá là khó. Em vẫn chưa tìm ra đáp án. Xưa giờ là đi học không à? Có người yêu chưa? Em nghĩ là sau chương trình này em sẽ có. Sau chương trình này em sẽ có. Thế mẫu người phụ nữ bạn gái mà em thích sẽ là một mẫu người như thế nào? Thực ra câu hỏi này rất là khó. Tại vì tình yêu nó đến từ trái tim. Và nó không thể là có một cái logic nào để quy chụp về người mà mình thích. Ok ok, đùa em thôi. Nhưng mà bây giờ cho anh hỏi đi, có hoài bão gì không? Hiện tại thì em đang tham gia nghiên cứu một số công trình toán ứng dụng. Thì em hy vọng là nó sẽ hoạt động và được công nhận. Em muốn trở thành một nhà toán học. Ok. Trở thành nhà toán học, nhiều người là chỉ miệt mài vào nghiên cứu rồi họ chỉ để những công trình lại cho đời. Thế còn cái mà họ nhận được là cái gì? Em nghĩ khi mà theo đuổi một đam mê thì tiền bạc là một cái cần thiết, nhưng đam mê là cái mình theo đuổi suốt đời. Anh nghĩ rằng em sẽ có cả hai nếu như em chiến thắng trong chương trình này. Bởi vì sẽ có rất là nhiều những giải thưởng có thể dành tặng cho em. Và năm nay nó khác năm ngoái là giải thưởng cao hơn, các nhà tài trợ nhiều hơn, cho nên chúng tôi có nhiều cơ hội hơn để tôn vinh cho những siêu trí tuệ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem thử thách giữa toán học và cờ vua liên quan như thế nào. Mời quý vị cùng theo dõi. Cờ vua là tinh hoa giữa toán học và nghệ thuật kết hợp, là môn thể thao thử thách trí thông minh, óc sáng tạo. Với nhiều người, đây được xem là thước đo tư duy của não bộ. Trên mỗi bàn cờ, quân mã được xem là quân cờ có nước đi sáng tạo nhất. Số nước đi của quân mã là 122 triệu nước. Nó trở thành nguồn cảm hứng của nhiều người làm khoa học. Từ đó, bài toán mã đi tuần ra đời và trở thành vấn đề cốt lõi của nhiều thuật toán. Lần này, Siêu Trí Tuệ Việt Nam sẽ vận dụng bài toán mã đi tuần trong tin học kết hợp với vấn đề tổng bất biến trong toán học để tạo ra thử thách mã đi tuần. Trên bàn cờ vua, giám khảo
chọn ngẫu nhiên vị trí và đưa ra giá trị cho điểm xuất phát và kết thúc của quân mã. Tiếp theo, ban giám khảo sẽ chọn cho tuyển thủ một số có 3 đơn vị. Tuyển thủ không nhìn vào bàn cờ, suy luận dựa trên quy tắc đường đi của quân mã từ vị trí bắt đầu đến vị trí kết thúc. Kết thúc hành trình, tổng giá trị của các cột và các hàng phải bằng số có 3 đơn vị mà giám khảo đưa ra. Chính xác hoàn toàn, thử thách thành công. Vô tình như thế nào mà gần đây Tiên lại đang theo dõi một cái bộ phim nói về cờ vua, thì mình cũng cảm thấy nó không phải là một trò chơi nữa rồi, nó đúng nghĩa là một môn luyện não con người vậy đó. Vì vậy mà khi thấy cờ vua được kết hợp với toán học nữa thì chắc chắn đây là một phần thi, một đề bài rất khó. Anh bạn của chúng ta chỉ được nhìn cái bàn cờ một lần thôi, sau đó phải dùng trí nhớ của mình nhớ lại tất cả những bước đi mà mình đi, và làm sao cứ đi tới một ô cứ phải tự điền một con số nào vô, không cần biết, để một hồi cộng lại nguyên hàng ngang cộng nguyên hàng dọc cũng ra đúng có một con số đó thôi. Nếu như mà làm có giấy có bút thì các bạn sẽ làm được hết, nhưng ở đây bạn ấy cũng không được nhìn luôn, quá khó luôn á. Đứng hình rồi anh ơi. Em đã từng xem một cái thử thách tương tự nào đó trên thế giới với cái môn này chưa? Em đã từng xem thử thách này của một ứng viên Tây Ban Nha. Nhưng mà thử thách của em được nâng cấp, có thêm giá trị ở điểm kết thúc nữa. Thế giới đã từng làm môn này rồi, nhưng mà người ta chỉ cho cái điểm bắt đầu á. Thí dụ ta cho đại số 26 đó, rồi muốn đi đâu đi. Còn bây giờ bạn phải làm sao mà dòng về đúng cái điểm kết thúc mà chúng ta ấn định sẵn, và cũng có một giá trị nào đó nữa. Quý vị hiểu không? Đi ngang cái chỗ đó mà nó sai con số của ban tổ chức đưa ra là gãy rồi. Đối với cả trường hợp này thì càng nhược thông số cố định, cái khả năng để mà giải ra được cái bài toán này càng trở nên là khó khăn hơn. Anh Nam ơi, cái con số cuối cùng mà ban giám khảo mà đưa ra ấy, thì là nó quy định số nước đi của con mã hay là số bất kỳ? Con số bất kỳ. Nhưng mà nó phải tuân thủ theo một cái quy định nào đấy chứ. Thường thì các cái giá trị nó sẽ quy định từ 300 cho đến tầm khoảng 900, để coi như là các cái con số hàng ngang và hàng dọc các bạn ấy sẽ phải có những cái phương án khả thi để mà đưa ra đáp án. Đối với cả cái hạng mục này nó khó đến mức là bạn ấy sẽ phải đi được cả 64 nước, và 64 nước đấy là không được trùng lặp lại bất cứ một cái lần nào. Và khi mỗi một lần bạn đi vào nước nào, bạn phải điền ngay được một cái con số đó để ra được cái tổng hàng ngang và hàng dọc, giống như là MC Trấn Thành nói. Thế thì nó cũng một dạng như kiểu crossword đúng không? Kết hợp giữa năng lực tư duy và tưởng tượng về mặt không gian, cả năng lực tính toán về mặt số học nữa. Và ở đây năng lực ghi nhớ ngắn hạn và tư duy dài hạn phải kết hợp cùng với nhau. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời, trời ơi, chết luôn. Và quan trọng, trong lúc bạn đi, bạn phải tính luôn nước đi tiếp theo và tiếp theo. Tại vì đi nước nào là đã phải điền con số ở nước đó. Một lát không tính là không biết đường nào đi nữa. Và không được đi lại. Không được đi lại, sai một ly là đi một dặm. Cái khó. Mã đi tuần, không được đi vào những chỗ đã tuần tra rồi. Ôi, một đi không trở lại, đi là đi luôn. Mà nay cháu có nhắc đến chuyện là đáng thời mà người đánh với máy tính ấy, là ông Kasparov của Baku, của Azerbaijan, của Liên Xô trước đây ấy. Ông là người mà đầu tiên là thắng được máy tính. Wow. Nhưng mà đến bây giờ thì máy tính nó thông minh hơn, kỳ thủ cao nhất cũng không thắng được máy đúng tính. Đúng rồi. Đánh kiểu gì cũng thua nó đúng không em? Mà ông Kasparov cũng chỉ thắng một lần thôi mà. Dạ. Lúc đó là do cái máy nó chắc nó... Có thể nó máy nó đơ. Dạ. Mặc dù là máy có thể thắng các cái tuyển thủ, nhưng mà về mức độ truyền cảm hứng của những cái tiết mục thì tôi tin rằng là siêu trí tuệ Việt Nam sẽ truyền cảm hứng mạnh hơn đến tất cả các bạn. Yeah. Yes. Yes. Bây giờ chúng ta sẽ cho điểm về độ khó. Không phải hỏi tôi nữa, tôi cho 5 điểm luôn. Rất là khó. Nó vừa kết hợp kiến thức toán học, khả năng tính rất là nhanh, trí tưởng tượng rất phong phú, và phải nắm rất chắc cái luật của cờ vua nữa. Để đi được thôi là đã khó. Và còn điên hơn nữa là bạn không nhìn bàn cờ và bạn cũng phải đi những nước cờ đó. Nó yêu cầu cái sự tập trung cao độ của bạn ấy. Chỉ cần sai một bước thôi là coi như banh hết cả bàn cờ.
Thưa quý vị, lần đầu tiên có 3 số 5 coi như là điểm tuyệt đối dành cho thí sinh Nguyễn Văn Khanh. Chứng tỏ là ban giám khảo đang đặt niềm tin rất lớn vào em. Em nghĩ em có bao nhiêu phần trăm tự tin sẽ chiến thắng trong thử thách lần này? Khoảng 70%. 30% còn lại là phụ thuộc vào sự cẩn thận của việc tính toán. Tại vì phần thi này cực kỳ dễ bị nhầm. Em cần uống một chai Stin vị cà phê mới để cho tinh thần sảng khoái bừng tỉnh. Em đã uống ở trong rồi ạ. Ừ, được thôi. Cảm ơn em. Yo. Thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi mời ba vị giám khảo cho tôi một số tổng bất kỳ. Đó là một con số có 3 chữ số. Tóc Tiên, mời em. 531. Ban đầu thì Tiên tính là vì ngày sinh của Tiên là 13 tháng 5 thì Tiên tính chọn 135. Sau đó Tiên nghĩ thôi hay chọn số bự hơn tí xíu thì mình đổi số lại thành là 531. Và bây giờ xin mời anh Sâm sẽ cho thành tọa độ đầu tiên với một con số bất kỳ có 2 chữ số. H6. 52 đi. Ban đầu tôi chọn số khác, nhưng sau đấy thì là đổi lại cái số 52. Số 52 nó không có một cái cài cắm gì hết, mà chỉ đơn giản là mình thích con số đấy. Bây giờ Huawei, em cho anh một điểm cuối cũng có 2 chữ số luôn. H1. Số 10. Cho cái điểm kết thúc, Huy nghĩ là khi mà đưa nó vào góc á, có thể nó sẽ gây cho bạn một chút khó khăn, coi như là cái thử thách. Thưa quý vị, điểm đầu là 52, điểm cuối phải là H1 và giá trị của nó phải là 10. Để làm sao cộng lại tất cả mọi thứ, cả hàng ngang, hàng dọc đều phải ra 531. 531, 531, 531, 531, 531, 531, 531. Ồ. Chú Sâm ơi, có nào cho hai số một cái chẵn cái lẻ không? Một cái chẵn cái lẻ hả? Được. Mời Huawei. Dạ, em muốn số bắt đầu và số kết thúc nó là một số chẵn và một số lẻ, cho nên em muốn đổi cái số em lại thành số 11. Huawei có suy nghĩ tới một trường hợp, đó là ô trắng, ô đen và số chẵn, số lẻ. Và Huawei muốn kiểm tra về cái sự liên quan giữa các con số với nhau, nó có ảnh hưởng với bạn hay không, cho nên là Huawei đưa ra một cái số lẻ. Được luôn, mời phòng máy đổi từ 10 thành 11 cho vừa lòng hạ dạ Huawei. Thưa quý vị, anh bạn của chúng ta sẽ có 2 phút để nhìn vào bàn cờ và tính đường đi nước bước của mình. Sau 2 phút, anh ta sẽ không được nhìn bàn cờ nữa. Huy hứa chắc với mọi người là bệnh não luôn. 2 phút bắt đầu. Khi giám khảo Tóc Tiên đưa ra số tổng là 531 thì hơi khó tính một chút vì số này nó không phải là một số tròn trĩnh ấy. Chỉ là một cái con số rất là ngẫu nhiên Tiên chọn thôi, mà sau đó Tiên cảm thấy hối hận ghê. Tại sao mình chọn con số lớn dữ để bạn ấy phải cộng nhiều đến như vậy. Chúng ta không có chơi cờ một cách trực tiếp, mà chúng ta phải chơi cờ ở trong tưởng tượng. Cả cái bàn cờ này và khả năng tư duy về mặt tính toán, các cái nước đi của quân mã đã phải nằm ở trong đầu của Văn Khanh rồi. Tưởng tượng là một chuyện, tin được cái điều đó nó có thực sự đã được hoàn thành hay không, nó là một cái chuyện mà Huy không tin. Em đã sẵn sàng ạ. Thưa quý vị, ban tổ chức cho 2 phút và bạn chỉ sử dụng đúng 1 phút. Chúc em thành công. Mời em về ghế khiêu chiến. Tuyển thủ quyết định chỉ sử dụng 1 phút để tính toán. Trong khi đó, giám khảo Huawei lại bất ngờ thay đổi giá trị để tăng độ khó cho thử thách. Cùng chờ đợi xem Văn Khanh sẽ sử dụng chiến thuật gì để giải bài toán này. Mời em về ghế khiêu chiến. Mời em đọc tọa độ
và con số em muốn điền vào. Bắt đầu. H652 G8 63 G8 63. Tin tưởng rằng là Khanh sẽ mất phải thêm 15-20 phút để bạn tính toán. Nhưng không, bạn về bạn đọc luôn. Thì cái việc cộng các hàng ngang hàng dọc thành 531 nó không khó. Mà cái điều khó hơn rất là nhiều đó là tính cái nút đi như thế nào. D7 57 D7 57 Khanh ấy gây cho tôi một cái moment rất là hoảng. Bởi vì con mã nó đi không đúng. Khi mình di chuyển đến nước thứ 3 thì mình đã có một sự nhầm lẫn nhẹ. Cái việc này khá ảnh hưởng đến tâm lý của mình. Mình đã nhảy ô xuống D7, nhưng thực ra đó phải là ô. Nếu như bạn ấy mà không lập tức nhận ra cái điều đấy thì chắc chắn là bạn sẽ bị hỏng. Xin lỗi ạ. E7 57 ạ. E7 57. Thật sự là rất là hồi hộp luôn. Không biết là có khả năng mà chinh phục được cái thử thách này không. Sự cố nhầm lẫn vừa rồi chỉ là khởi động đầu tiên. Văn Khanh sẽ phải đối mặt với hơn 60 ô cờ còn lại mới chinh phục được thử thách này. Liệu tuyển thủ có giữ được bình tĩnh hay không? F5 40 F5 40 E3 25 E3 25 Phải làm nhiều thứ cùng một lúc, vừa tính nước đi, vừa tính cái sự không lặp lại, vừa cộng số. Cái sự đa nhiệm là cái mà Tiên cảm thấy là bạn ấy có phần nổi trội hơn. G4 31 G4 31 Điểm đầu và điểm kết thúc khá cách xa nhau, cho nên mình cũng hơi ngập ngừng và phân vân trong những nước đi của con mã. H2 72 F1 8 D2 18 B1 12 Có vẻ Văn Khanh đang sử dụng chiến thuật gì đó. Khi mà các ô trống vẫn chưa xuất hiện bất kỳ giá trị lớn nào để tổng hàng có thể ra được 531. A7 61 B5 44 D4 272 D4 272 Quy chú tâm vào nước đi của bạn để mình cố gắng tìm ra cái công thức rất là khó hiểu để giải quyết. B3 278 B3 278 Chúng có để ý là bạn ấy điền những con số ở tầm 6 mấy 7 mấy trước và tiếp theo đến là những con số 200 mấy. Thì Tiên không biết có đó có phải là cái chiến thuật của Khanh khi chơi hay không. A1 293 A1 293 Có những lúc mà bạn chọn những con số lớn ấy, là mình cảm thấy rất hoảng. Chỉ cần 2 cái 200 bao nhiêu đấy là nó đã ra 500 rồi. Và rất khó để có thể là cộng dồn được. Có thể nó thừa, nó vượt quá cái con 531. C2 287 C2 287 E1 66 E1 66 G2 2 G2 2 Mình ở dưới này mình cũng bắt đầu mình đoán xem là bây giờ đi. Bởi vì cùng một lúc nó có 3-4 nước đi. Theo mình thì mình sẽ đi nước này. Thì có tới hơn 40% mình đoán sai. Bởi vì là nếu như đi theo cái cách mà mình nghĩ là sẽ đi thì chết luôn. H4 45 F3 51 Wow. Để tính toán chính xác, mình cần phải có quy luật về ma phương. Mình sẽ định hình một cái ma phương để làm gốc tọa độ. Từ đó thêm những cái giá trị để tổng của các hàng và các cột bằng nhau. Chà 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 chà. E5
265 E5-265. Sử dụng đúng phương pháp để tính toán và nhớ chính xác các bước đi của quân mã đã giúp người khiêu chiến tiến thẳng một mạch điền gần hết các ô trống. Nhưng quan trọng là tổng các cột và các hàng phải đúng chính xác 531. Chỉ còn một vài ô cuối cùng để có thể hoàn thành thử thách. Người khiêu chiến sẽ tung ra những giá trị như thế nào? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Xong bây giờ là G3 này. G3 xong rồi nhảy lên E4. E4 xong lộn xuống F2 hết. G3-52. G3-52. Gần hết các ô trong bàn cờ, không gian di chuyển con mã sẽ dần thu hẹp và điều đó khiến cho tư duy của mình càng trở nên khó khăn. E4 42 E4 42 F2 59 H1 11 và thử thách kết thúc. Thưa quý vị, tôi không biết là kết quả như thế nào, nhưng việc bạn điền được hết vào tất cả những ô này và đi đúng đã là một thành tích, cần một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để ủng hộ cho bạn. Nhắm mắt Quy lại là Quy đi ngủ luôn, chứ Quy không có đánh cờ được như vậy đâu. Quá là tuyệt vời. Bạn hãy xác nhận lại một lần nữa kết quả của mình. Em muốn kiểm tra ô D7. Có phải là 58 không ạ? Chính xác. Em đã kiểm tra xong ạ. Cái gì? Đó là kiểm tra hay đi ngang check cho có của thủ tục. Trời ơi, khó tin, mình vẫn phải tin bởi vì đó là sự thật. Vỗ tay. Mời em trai. Tôi không còn biết điều gì xảy ra, nhưng điều tôi vừa chứng kiến, thưa quý vị, cách người ta chỉ dùng một con mã để đi hết tất cả các nước trong bàn cờ mà không lặp lại đã là một điều kỳ diệu. Mà không nhìn nha, không mát điểm là điểm nào đã đi, điểm nào chưa. Và nếu như thử thách này thành công thì quả là phi thường, thưa quý vị. Niềm tin mà các giám khảo và khán giả đặt vào Văn Khanh là rất lớn. Liệu Văn Khanh sẽ là thành viên tiếp theo của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam hay không? Chúng ta hãy cùng chờ trong giây lát nhé. Và bây giờ chúng ta cùng check kết quả. Mời phòng máy cho tôi kết quả của hàng 1. Chính xác. Hàng 2. Yes. Chính xác. Hàng 3. Yes. Hàng 4. Hàng 5. H5-31. Hàng 6. Hàng 7. C7-16. Hàng 8. Hoàn toàn chính xác, thưa quý vị. Trời, bạn này quả thật là phi thường và cái điểm mình đưa nó cực kỳ chính xác nha. Xin phòng máy cho tôi kết quả của cột A. Chính xác. Cột B. Cột C.
5-3-1. Cột D. 5-3-1. Cột A. 5-3-1. Cột F. 5-3-1. Cột G. 5-3-1. Và cột H. Thành công. Ui dồi ôi, nó vỡ òa lên. Nó cay cấn như là mình dự đoán mình đặt cửa cho một cái công việc nào đấy. Quá tuyệt vời luôn. Chào mừng. Quá giỏi rồi. Bây giờ em đừng nhìn vô cái bảng này. Mình chia số số nhẹ nhẹ thôi em nhé. Đố em D5 là ô số mấy? D5 là ô số mấy á? D5 là giá trị bao nhiêu? D5 là ô số mấy? Nó đúng là Trấn Thành. Thành ơi, Thành ơi. Tức ghê vậy đó, bộ khác nhau à. Cũng phải sửa tôi nữa thiệt. Khác lắm à. D5 giá trị bao nhiêu? D5 giá trị là 33. Chính xác. Chuẩn luôn. F6. F6 là 27. Chính xác. Đố em Y4 là bao nhiêu? E4. Y4. Y4 không tồn tại trong bảng giá trị này. Tôi tức ghê vậy đó. Bà Tóc Tiên còn rảnh nó chỉnh tôi E4 nữa. Không sai một cái lỗi nào, Nguyễn Văn Khanh hoàn toàn xứng đáng với điểm 5 mà Tiên đưa ra. Khủng khiếp thiệt. Thưa quý vị, ngày xưa ai buồn buồn đòi đi cắt mắt? Không, mắt hí chứng tỏ thông minh. Đúng không quý vị? Nguyễn Văn Khanh. Tôi muốn biết cảm xúc của Tóc Tiên khi theo dõi tiết mục. Em nghĩ rằng là không chỉ riêng em mà tất cả khán giả hay là ban giám khảo ở đây dành hết tất cả niềm tin mãnh liệt vào bạn ấy và mong rằng là bạn ấy sẽ giải thành công. Và đúng là mỗi cái con số bạn ấy đọc lên thì gọi là em nổi da gà hết từng con số một luôn. Anh Sam thân mến, khi mà bạn đi có một giây phút nào anh nghĩ là bạn sẽ phạm sai lầm không? Tôi thì không nghĩ bạn ấy phạm sai lầm, mà tôi sai lầm liên tục. Với một cái bài toán như thế này, tôi nghĩ rằng 5 điểm cho bạn ấy vẫn là còn ít. Hình dung xem chúng ta nhìn thấy bàn cờ này, chúng ta biết con mã nó sẽ đi như thế nào. Tức là bạn ấy phải có một cái trí tưởng tượng kinh khủng, vừa hình dung ra đường đi của con mã mà lại còn phải cộng luôn rất nhanh. Tôi xem và tôi thấy rằng nó theo một cái quy luật gần là tuyệt đối. Duy nhất tọa độ H ấy, từ đầu ấy, là nó là luôn luôn hơn các cái hàng dọc khác một con số. Và sau đấy nó cứ lấp đầy từ 2, 3, 4, 5, 6. Thế còn những con số thì đúng là chịu. Vì bạn phải tính nhầm rất là nhanh. Dạ, mình vâng. Chỉ có đoán được như thế thôi. Vâng. Thực ra là tôi xem cái tiết mục này mà bạn chinh phục ấy, làm cho cái môn toán nó đẹp quá. Ví dụ như thử thách này nó cũng tương ứng với cái việc là Tóc Tiên cùng một lúc mà em có thể là hát được 5 cái giai điệu cùng một lúc không? Cùng một lúc anh. Cùng một lúc nó hiện lên ở trong đầu ấy. Tức là đây ví dụ như đi một nước, tính toán những cái bước mà còn lại có thể đi là những cái ô vàng vàng mà đang nổi lên ở phía trên kia kìa. Có những cái ô là nó chỉ còn đúng mỗi một phương án thôi. Bạn đi sai là sai luôn. Mà đi đến đấy thì lại phải nhớ nữa, tức là tính tổng theo hàng, theo cột ở từng cái ô đó. Kể cả có là quy luật đi chăng nữa thì cái tính gọi là đa nhiệm trong cái việc xử lý những cái thông tin để hoàn thành cái thử thách này, đấy là một điều tuyệt vời. Đúng không? Dạ vâng. Quả Huy, cho anh biết cảm xúc của em sau khi theo dõi phần thi này. Dạ, nó quá tuyệt vời đi anh. Ngay cả em cũng không thể nào nhớ được cái vị trí nước đi của con cờ trên bàn cờ hay là cái đề bài ban đầu nữa, chứ nói chi tới cái chuyện gọi là bạn nhớ và bạn phải tổng hợp các cái số như vậy. Cái con gì á chứ không phải cái con người. Em hơi đáng sợ, em thấy lạnh luôn á. Bây giờ á, để mà mình chặt Huawei á, em hiểu không?
mình phải làm sao cho người ta phải tâm phụt khẩu phụt. Huawei không thể làm được điều bạn làm, chứ bạn có thể làm được điều Huawei làm. Anh Thành, để em nói thêm một câu nữa thôi. Đó là cái thời điểm này khi em ở đây, em chứng kiến cái hiện tượng, cái sự kiện này diễn ra, em rất là hạnh phúc luôn á anh Thành. Yeah. Đây là điều mà tôi cũng muốn nói. Một cái sân chơi dành cho các bạn trẻ, Siêu Trí Tuệ Việt Nam mùa thứ hai. Và tự nhiên trong tôi nghĩ rằng là chương trình này nó không chỉ là nơi các bạn trẻ thể hiện đâu. Đôi khi nó làm chúng ta thay đổi rất nhiều cách nhìn, cách nghĩ về một con người nào đấy, về một số phận nào đấy. Bản thân các bạn là những thiên tài, tôi khẳng định là như vậy. Những điều mà các bạn làm, Huawei nói theo cái giọng một rapper, nó là con gì chứ không phải con người. Các bạn là những con người bình thường nhưng phi thường. Với cái bộ não của mình, các bạn làm được cho tôi hết sức kinh ngạc. Xưa nay với tôi, Huawei, tôi coi cậu ấy là một rapper ngầu, ngang bướng và rất là khó chịu. Nhưng mà đến khi trước tất cả những gì bạn chứng kiến ở đây, Huawei nói một câu khiến tôi xúc động. Bạn nói là con cảm thấy hạnh phúc khi có mặt tại chương trình này, chứng tỏ chúng ta đang làm một chương trình mà ở đó các siêu trí tuệ Việt Nam đang mang lại hạnh phúc cho rất rất nhiều con người Việt Nam, kể cả những con người ngầu nhất như rapper. Wow. Tôi cảm ơn Chúa. Thank you em rất nhiều. Bây giờ để làm Huawei hạnh phúc hơn và để làm mọi người cảm thấy bạn ngầu hơn, tôi xin thông báo với quý vị là bạn có một cái biệt tài, đó là nhảy popping. Wow. Nói về hip hop, Huawei chưa có cửa. Bây giờ mời Huawei lên sân khấu để cùng nhảy battle popping với bạn. Battle popping á? Chứ gì nữa? Sao em nhảy popping được? Em không popping thì em locking, em làm cái gì tùy em. Em chỉ có thể bóp chân, bóp chiếc, em bóp tay em thôi chứ. Bây giờ âm nhạc sẽ vang lên, ai muốn làm gì làm cái đó, để coi Huawei với lại Nguyễn Văn Khanh các bạn chấm ai. Tại vì từ xưa giờ người ta nói siêu trí tuệ là lo học không, không có lo chơi, thì ngày hôm nay vẫn thấy một Nguyễn Văn Khanh hot boy popping chơi này. Hip hop never die. Âm nhạc. Wow, sao nhảy giống anh Ba Ngọc Sơn quá vậy? Nhiệt cho Huawei và Nguyễn Văn Khanh thưa quý vị. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em. Em được đi vô. Em nên đi vô chứ mà được đi vô. Rồi. Ở đâu ra một cái người đã học giỏi như thế này, lại còn đẹp trai mà còn có thể popping? Trước đây khi học đại học thì em có tham gia một nhóm trong trường. Nhóm gì? Nhóm Dancing Machine Crew. Dancing Machine. Những cô máy nhảy múa. Ừ. Được, cái nhóm em đi về đâu rồi? Còn gặp nhau không em? Sau một thời gian cuội rất vui cùng nhau thì bây giờ nhóm em đã tan rã rồi. Cái gì vậy? anh chỉ định hỏi thăm, tôi không ngờ là sự thiệt. Nhưng mà bây giờ ở trong đó có bạn nào theo nghệ thuật không? Mọi người đều
theo công việc riêng của mình, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn đi nhảy cùng nhau, vẫn giữ đam mê đó. Yeah, đó là cái anh muốn hỏi. Tại vì tất cả mọi người đều nhìn vào những cái người học giỏi và siêu trí tuệ với một cái ánh nhìn là họ rất là khô khan, thậm chí là nội tâm. Và ngày hôm nay em phá vỡ mọi cái quan điểm thông thường của người ta. Học tập và làm việc là cái điều thứ nhất mình phải làm. Điều thứ hai là phải tận hưởng cuộc sống sau khi mình đã có được những cái điều cống hiến. Và một tràng pháo tay nữa để cảm ơn sự xuất hiện của Nguyễn Văn Khanh. Rất là truyền cảm hứng cho chương trình của Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Những điều mà Trấn Thành vừa nói thì cũng là một cái lời cảm ơn của khán giả của chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam gửi tới cái ekip làm chương trình này. Đây là công sức của ekip. Họ casting để làm sao tất cả những gương mặt xuất hiện trong chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam không chỉ mang đến sự ngạc nhiên về trí tuệ của họ và truyền cái cảm hứng đến cho tất cả những người xem. Và chính vì thế tôi biết là bây giờ phong trào mà các bạn trẻ bây giờ đi học các cái trung tâm đào tạo về siêu trí nhớ càng ngày càng đông lên. Và đó là một tín hiệu lạc quan, đó là một tín hiệu rất đáng mừng. Và đó lại là một cái ý nghĩa nữa của chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Xin cảm ơn anh Sâm. Cho chị hỏi một tí xíu liên quan tới cái phần thi vừa rồi của em thôi. Theo chị nghĩ cái phần thi nó có hai cái điểm khó. Thứ nhất đó là em phải tính toán cộng như thế nào đó để làm sao dọc ngang thành 531. Cái khó thứ hai á là đi như thế nào để mà không lặp lại cái bước đi cũ của mình. Thì cho chị hỏi là đối với em cái nào là khó hơn? Em nghĩ là tính toán nước đi sẽ khó hơn tính toán giá trị. Tại vì tính toán giá trị đó là cái điều như là lật bàn tay của mấy bạn trong toán học thôi. Chính xác. Còn cái nước đi mới là khó. Và cái nước đi và nó cộng thêm giá trị nữa, hai cái nên nó lại càng khó hơn. Tức là chị cảm thấy là cái năng lực định vị không gian của em thể hiện qua cái phần thi này nó rất là khác thường. Quy nghĩ là trong não mình nó có cái tế bào để mà mình định vị không gian khắp nơi đó. Nếu như mà trong quá trình mình sinh sống á, mình luyện tập cái điều này thường xuyên á, mình có thể ghi nhớ và định vị cái không gian của mình. Somehow khi mà mình ở một cái nơi như là thành thị thì theo nghiên cứu là cái khả năng đó nó giảm dần hơn những người ở cái môi trường tự nhiên. Ngày nay mình dựa vào các ứng dụng như là Google Maps và mình không sử dụng cái trí tuệ đó thường xuyên, nó sẽ mai một đi. Thì bạn là một minh chứng rất là tuyệt vời cho chuyện là nếu như mà mình luyện tập đó thì một ngày nào đó chúng ta có thể khám phá cả thế giới bằng cái não của mình. Huy nói cái điều này cũng rất là hay. Là tại vì quý vị để ý, hồi xưa mình lên xe taxi báo điểm là ông sẽ chạy tới. Bây giờ lên xe taxi báo điểm, ông sẽ mở Google Maps ra coi. Cảm ơn rất là nhiều những chia sẻ quý báu của các vị giám khảo. Và bây giờ thì tôi muốn xem là điểm số mà giám khảo Trần Thành Nam dành cho tiết mục này là bao nhiêu. Chúc mừng em, thành viên tiếp theo của biệt đội Siêu Trí Tuệ Việt Nam, Nguyễn Văn Khanh. Tôi muốn hỏi anh Nam, vì sao anh lại dành số điểm khá cao cho Khanh là đến 9 điểm ạ? Trong tiết mục này, bạn Khanh đã cùng một lúc thể hiện ra rất là nhiều các cái năng lực. Thứ nhất là cái năng lực tưởng tượng tư duy về mặt không gian. Ngoài ra thì là năng lực tính toán. Chúng ta sẽ thấy rằng là càng có nhiều những cái yếu tố mà để giới hạn lại điểm đầu, điểm cuối cùng, điểm tổng của tất cả các hàng các ô thì càng làm cho những cái phương án để mà điền vào ấy, nó càng ngày càng hẹp hơn. Và chúng ta nhìn thấy rằng là Văn Khanh chinh phục với độ chính xác tuyệt đối. Và ngay kể cả qua những cái giai đoạn cao trào của cảm xúc, dường như là chúng ta mà thi xong ra ngoài là tất cả các cơ giãn mềm ra, là chúng ta có thể là quên mất một số những kiến thức mà nó luôn luôn là nó tươi mới ở trong cái giai đoạn mà chúng ta chú ý. Nhưng mà tất cả những cái dữ liệu đó bạn vẫn ghi nhớ được. Chính vì vậy cho nên là điểm số 9 là điểm số xứng đáng với bạn. Và tôi cũng sẽ dành lại một điểm vì chúng tôi có những thử thách khó hơn để giúp cho Văn Khanh chinh phục nó trong tương lai. Và bây giờ nhà báo Lại Văn Sâm sẽ đại diện cho Siêu Trí Tuệ Việt Nam gửi tặng chiếc cúp danh dự cho thành viên tiếp theo của biệt đội Siêu Trí Tuệ. Xin mời. Yeah.
Và anh Thành xin được chúc mừng cho Nguyễn Văn Khanh, em vừa được nhà tài trợ chính của chương trình chọn là thí sinh nhận được giải thưởng. Thưa quý vị, bạn nhận được giải thưởng trí tuệ Việt ba miền với trị giá giải thưởng là 50 triệu đồng, kèm theo bộ sản phẩm ba miền tinh túy ẩm thực Việt. Chúc mừng em. Mời em tiến về đỉnh vinh quang. Lên em ơi! Lên em ơi! Khi tôi là chính mình, người ngư xa ngước nhìn. Tôi đây thật phi thường, tôi như một đóa hương dương. Khi ánh sáng chiếu vào, rạng ngời như ánh sao. Quý vị và các bạn thân mến, trí tuệ Việt ba miền, Nguyễn Văn Khanh đại diện cho Vĩnh Phúc. Khi ánh sáng chiếu vào, tôi như ánh sáng. Quý vị và các bạn thân mến, với tất cả những điều chúng ta vừa chứng kiến, tôi tin chắc rằng là hiện nay có vài quý vị khán giả phải ngồi phệt ra tại nhà và uống vài ngụm Sting vị cà phê mới để có thể trấn an lại tinh thần của mình, phải không ạ? Vâng, thưa quý vị, tất cả những điều vừa xảy ra là thật, đến từ những não bộ của người Việt Nam. Quý vị và các bạn đang theo dõi Siêu Trí Tuệ Việt Nam mùa 2. Chương trình do V-Channel thực hiện, được phát sóng vào 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên HTV2 V-Channel và được phát song song trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Vion không thể rời mắt. Chúng tôi xin được cảm ơn hai nhà tài trợ chính của chương trình: Sting vì cà phê mới, năng lượng tỉnh táo bừng sáng trí tuệ Việt, và Mì Ba Miền, nước cốt đậm đà, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt, đã đồng hành cùng với chương trình. Và thưa quý vị, đây là show phát sóng đầu tiên của Siêu Trí Tuệ Việt Nam mùa 2. Và chúng tôi hy vọng tuần sau tất cả chúng ta sẽ gặp lại nhau để tìm kiếm thêm nhiều siêu trí tuệ tài năng xuất hiện trên màn ảnh nữa. Cảm ơn 4 vị giám khảo đã tham gia cùng với chương trình. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tập tiếp theo sẽ là những thử thách với độ khó cực đại. Bộ môn này đã được đấu thủ thế giới thi đấu với nhau. Nếu như thế giới người ta làm đến 7.000 điểm màu, Việt Nam thì khiêm tốn thôi. Bạn ấy sẽ tìm trong 28 triệu điểm màu khác nhau. Những gì sắp xảy ra trên sân khấu sẽ có thể xoán ngôi Dương Anh Vũ. Tổng cộng có đến 1.100 mảnh ghép nhỏ. Thưa quý vị, chiến binh nào sẽ đến thách thức và ghi tên mình vào biệt đội Siêu Trí Tuệ Việt Nam? Anh hy vọng tại sân khấu Siêu Trí Tuệ sẽ có một ai đó xác lập kỷ lục thế giới ngay tại đây, để cho mọi người biết rằng thí sinh Siêu Trí Tuệ Việt Nam cũng là tài sản quốc gia. Hãy cùng đón xem tập tiếp theo Siêu Trí Tuệ Việt Nam mùa 2 vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel.